Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. chương một súng nổ. Trương Minh Nguyệt nhìn thấy nhiều người nổ súng về phía mình như vậy, lập tức vô cùng kinh hãi. Không gian ở bên trong gian phòng quá nhỏ, lại không có công cụ gì để che chắn, căn bản là không chỗ để trốn. Trong lúc nguy cấp, cô ta chỉ có thể nằm xuống trên mặt đất cực nhanh. Vừa nằm xuống, vô số viên đạn liền sượt qua người của cô ta. Đoàng 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 sau khi trương minh nguyệt nằm xuống, lập tức nổ súng về phía kẻ địch ở cửa. cánh tay trái của cô ta mặc dù đã trúng đạn bị thương, nhưng đứng trước tình thế hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, vô cùng nguy cấp, tay trái của cô vẫn có thể nổ súng. á à, á á, những kẻ địch đứng ở cửa đã trúng đạn, vội vàng ngã xuống đất. những kẻ địch còn lại kia nhìn thấy một mình trương minh nguyệt có thể giết nhiều người như vậy, đều sợ hãi. bởi vì bên trong gian phòng không địa phương có thể ẩn nấp bọn họ đều dọa đến mức vội vàng chạy ra ngoài cửa đoàng 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 a à, a à. a trương minh nguyệt càng không ngừng nổ súng những kẻ địch đang chạy trốn kia lại trúng đạn ngã xuống đất đoàng đoàng răng rác đoàng đoàng răng rác ở thời điểm trương minh nguyệt nổ súng đột nhiên súng đã hết đạn hai khẩu súng đều không còn đạn cô ta lập tức kinh hãi những hộp đạn mà cô ta mang theo giờ phút này cũng đã sử dụng hết Trương Minh Nguyệt muốn chạy ra từ cửa sổ, thế nhưng lại phát hiện ngoài cửa sổ có rất nhiều vệ binh đang liên tục không ngừng xông về phía này. Tiếng súng vừa rồi đã đưa tới rất nhiều kẻ địch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như cô ta nhảy ra ngoài từ cửa sổ, vừa rơi xuống đất liền sẽ bị bắn chết hoặc là bị bắt. Cô ta không có cách nào, đành phải tung người lên phía trước, chuẩn bị nhặt những khẩu súng của kẻ địch đã bị cô ta bắn chết. Cao Hùng ở ngoài cửa nghe được âm thanh trống rỗng phát ra từ súng của Trương Minh Nguyệt, lập tức vô cùng vui mừng, hô lớn với người phía sau, súng của cô ta đã hết đạn, nhanh xông vào đi, bắt sống, đừng giết chết cô ta. Anh ta muốn lưu lại người sống, để có thể ép hỏi được tình báo từ phía Trương Minh Nguyệt. Bắt sống người của tổ đặc công xe đầu, nhất định có thể ép hỏi ra một chút tình báo hữu dụng. Những binh sĩ kẻ địch kia cũng nghe được hai tiếng tạch tạch ở súng của Trương Minh Nguyệt, đều biết súng của cô ta đã đạn, lập tức cùng nhau chen vào. Trương Minh Nguyệt vừa nhặt lên hai khẩu súng, liền thấy vô số kẻ địch từ cổng sông tới. Đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng, Trương Minh Nguyệt nổ súng cực nhanh. À á a a a những kẻ địch dẫn đầu sông tới kia, lại nhao nhao chúng đạn ngã xuống đất. Bọn họ rõ ràng nghe được súng của Trương Minh Nguyệt đã hết đạn, thật sự không nghĩ đến cô ta nhặt được súng, cho nên bọn họ đều chết hết những kẻ địch xông tới ở đằng sau trông thấy trương minh nguyệt đang ở ngay gần cửa khoảng cách cũng không xa đều không lùi bước tiếp tục xông về phía trước muốn bắt sống trương minh nguyệt lúc này hai khẩu súng mà trương minh nguyệt nhặt được lại hết đạn nhìn thấy kẻ địch đã nhào lên trương minh nguyệt đã không còn thời gian lại nhặt súng lại nói cận chiến có súng cũng không có tác dụng lớn cô ta rút hai thanh đao ở bên trong ủng ra ra cực nhanh sau đó cùng kẻ địch huyết chiến Hai thanh đao lấp lóe hàn quang càng không ngừng lấp lánh, những tên kẻ địch ở gần đều bị cắt đứt cổ, máu tươi tràn ra. Chương 702 Hung hãn. Một vài kẻ địch thì bị đao đâm vào ngực, máu tươi tuôn ra. Những kẻ địch này cũng không nghĩ tới, nữ đặc công của Long Quốc này ở tình huống bị thương, còn hung hãn như vậy, còn có thể giết nhiều người như vậy. Những kẻ địch còn lại chưa bị giết chết đã không còn dám ham chiến, đều bị dọa đến mức vội vàng chạy ra ngoài gian phòng. Phan Huy Thành ở ngoài hành lang, nhìn thấy nhiều người như vậy đều không bắt được nữ đặc công của Long Quốc ở bên trong gian phòng, không khỏi sợ hãi. Mới vừa rồi là hắn ta đã bán đứng cô ta, nếu để cho cô ta giết ra một con đường máu, chẳng phải hắn ta sẽ chết chắc sao? Không được phép lùi bước, nhanh bắt cô ta lại. Tướng chỉ huy của nước liệp ưng nhìn thấy binh lính của mình bị một nữ đặc công bị thương của Long Quốc dọa đến mức lùi ra khỏi gian phòng, lập tức cực kỳ tức giận, lập tức nổ súng về phía những binh sĩ chạy trốn kia. Đoàng đoàng đoàng, à à mấy tên binh sĩ chạy trước tiên, bị vị tướng chỉ huy của nước liệp ưng bắn chết. Những binh sĩ vừa mới lùi ngoài, nhìn thấy người dẫn đầu chạy trốn đều bị xử bắn ngay tại chỗ, tất cả đều bị dọa đến mức không dám chạy loạn. Nếu còn ai dám lùi lại một bước, liền lấy tội danh đào binh, giết chết. Tướng chỉ huy của nước liệp ưng hét lớn. Vừa rồi ông ta đã xử bắn những binh sĩ chạy trốn kia, đã có tác dụng chấn nhiếp rất lớn, những binh sĩ muốn chạy trốn kia, đã không còn dám chạy trốn, lại vội vàng vọt vào. Chạy trốn cũng sẽ chết, còn không bằng liều mạng một lần, nói không chừng còn có còn sống hy vọng. Trương Minh Nguyệt bởi vì cánh tay trái đã bị thương, không thể phát huy ra uy lực vốn có, cô ta chỉ có thể dựa vào tay phải để chiến đấu, kẻ địch lại như che già măng mọc tràn vào, cô ta đã chém giết đến mức cánh tay phải đều bùn rùn. Lúc này, những vệ binh Anno kia cũng đã chạy tới, bọn họ liên tục không ngừng từ cửa phòng vọt vào. Không gian bên trong gian phòng cũng không lớn, lập tức tràn vào nhiều người như vậy, thân thủ của Trương Minh Nguyệt cũng không thể phát huy được. Lại thêm cánh tay trái của cô ta đã bị thương, chỉ có một tay tác chiến, căn bản cũng không có thể chém giết nhiều như vậy. Lúc này, kẻ địch đã bao vây xung quanh cô thành ba tầng trong, ba tầng ngoài. Khi cô ta dùng tay phải đâm thanh đao vào trái tim của một kẻ địch, thời điểm còn chưa kịp rút ra, một đám kẻ địch cùng nhau tiến lên, ép cô ta lên trên mặt đất. Trương Minh Nguyệt, chiến đấu liều mạng ở trong phòng, bắn chết đâm chết mười mấy kẻ địch, cuối cùng vẫn bị bắt. Lúc này, ở biệt thự Tinh Nguyệt. Lệ Uy Long vẫn luôn xem đồng hồ, nhìn thấy thời gian đến lúc tổng quyết chiến còn có 5 phút, anh bắt đầu lên xe. Toàn thể thành viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng cũng đã lên xe chiến đấu chỉ chờ thời gian vừa đến, liền có thể lao thẳng đến nhà họ Trần để cứu người. Tướng sĩ của sư đoàn dũng sĩ đã sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu, lần lượt lên xe tăng, xe bọc thép cùng xe quân đội. Vô số xe chiến đấu đều đã khởi động, tiếng khởi động của xe chiến đấu vang vọng, chấn động đến mức đất rung núi chuyển. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng nghe được tiếng động ầm ầm của xe chiến đấu đột nhiên vang lên ở phía bên ngoài, đều hiếu kỳ chạy ra khỏi gian phòng. Ra khỏi gian phòng nhìn thấy phòng khách đã trống rỗng lê uy long đã không ở phòng khách lê uy long đâu rồi nguyễn tú hằng ngạc nhiên hỏi bên ngoài bây giờ có tiếng vang của xe chiến đấu sẽ không là anh ấy phải xuất trinh chứ chu nhược mai nói tớ cảm thấy rất có khả năng này chúng ta mau đi ra ngoài xem một chút đi nguyễn tú hằng nói được thế là chu nhược mai và nguyễn tú hằng chạy nhanh ra khỏi biệt thự ra được bên ngoài biệt thự chu nhược mai và nguyễn tú hằng nhìn thấy lê uy long đã lên một chiếc xe chiến đấu liền chạy nhanh đến uy long anh đi làm gì vậy chu nhược mai vừa chạy vừa nói nhược mai không phải em rất hy vọng anh đi cứu chu lệ ngọc sao hiện tại anh sẽ đi cứu cô ta lê uy long biết thời khắc quyết định sẽ đến cũng không sợ nói cho khu nhược mai anh là hộ soái bảo vệ thống lĩnh thiên quân vạn mã không cần tự thân xuất mã đi cứu lệ ngọc mà chu nhược mai nói Chu Lệ Ngọc là em họ của em, cũng là em vợ của An. Chương 703 tự mình. Chu Nhược Mai nghe được Lê Uy Long nói như vậy, lập tức kinh ngạc không thôi, anh. Anh thật muốn đi cứu Chu Lệ Ngọc sao? Đại quân của anh đều lập tức lên đường, chẳng lẽ còn là giả sao? Lê Uy Long nói. Thế nhưng, quân địch đã công khai nhục nhã Lệ Ngọc, mục đích chính là dẫn anh đi đến cứu cô ấy, quân địch chắc chắn đã thiết kế mai phục, chờ anh đi chịu chết em không muốn anh đi mạo hiểm, Chu Nhược Mai đột nhiên lại rất lo lắng nói. Không có việc gì, đánh trận sao lại không có mạo hiểm được. Nếu là đầm rồng hang hổ, anh cũng phải xông vào. Giữa anh và Ano, sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến. Lê Uy Long nói, anh cũng không muốn nói chuyện đợi lát nữa sẽ dùng đạn đạo để phá hủy phòng ngự của Ano ở xung quanh nhà họ nhà họ Trần với Chu Nhược Mai. Bởi vì đây là tuyệt mật, dù cho khoảng cách khai chiến chỉ có 5 phút, cũng tuyệt không thể tiết lộ trước cho bất kỳ ai. Anh đi thì em phải làm sao bây giờ? Vạn nhất kẻ địch đến đánh lén biệt thự Tinh Nguyệt, bắt em đi thì phải làm sao?" Chu Nhược Mai hỏi. "Anh sẽ bố trí những vệ binh ở biệt thự Tinh Nguyệt bảo vệ em." Lê Uy Long nói. Mặc dù chỉ để lại kia mấy chục tên hộ vệ ở biệt thự Tinh Nguyệt để bảo hộ khu Nhược Mai là hơi ít, nhưng biệt thự Tinh Nguyệt ở phía Tây, kẻ địch muốn vượt qua phòng tuyến của Long Quốc đến đánh lén biệt thự Tinh Nguyệt cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy hiện tại đã sắp đến thời gian quyết chiến lê uy long cũng không muốn để lại quá nhiều người ở đây có thể lên chiến trường thì cố gắng ra chiến trường được vậy anh phải cẩn thận một chút em trong nhà chờ anh chiến thắng trở về anh nhất định phải còn sống trở về chu nhược mai cũng biết lê uy long cùng quân địch sớm muộn sẽ có một trận chiến trong lòng cô tuy có ngàn vạn điều không nỡ nhưng cũng không thể ngăn cản anh nhất định sẽ còn sống trở về lê uy long nói lúc này ở nhà họ trần những binh sĩ của quân địch kia còn đang thay phiên nhau đánh chu lệ ngọc cùng chu phi dương đánh mệt mỏi thì lại đổi một người khác đến đánh đáng thương cô hai của nhà họ chu chu lệ ngọc chưa từng phải chịu loại nỗi đau da thịt như vậy lần này phải chịu chính là vô cùng thảm thương cô ta đã bị đánh đến mức cả người đầy thương tích thoi thóp mà chu phi dương cũng có thân phận là cậu chủ của nhà họ chu một người được yêu chiều mà lớn lên có bao giờ phải chịu nỗi đau da thịt đau đớn như vậy anh ta cũng bị đánh đến mức thoi thóp sắp hôn mê chu lệ ngọc đây chính kết quả của việc vô không chịu gia nhập vào nước liệp ưng lúc trước nếu như cô đồng ý gia nhập nước liệp ưng cùng với chúng tôi hiện tại hưởng thụ vinh hoa phú quý với chúng tôi làm sao sẽ giống như một con chó bị người treo lên mà đánh trần an khang anh là con chó phản quốc anh mới là chó phản bội nước đại long anh và nhà họ trần của anh sớm muộn cũng khó thoát khỏi cái chết những người xâm lược như nước liệp ưng và nước cự hùng, tất nhiên sẽ bị tướng sĩ nước đại long của chúng tôi tiêu diệt. Tôi sẽ ở trên đường Hoàng Tuyền, chờ các anh, Chu Lệ Ngọc hận thù nói. Đồ chết tiệt, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám mạnh miệng như vậy. Trần An Khang giận tím mặt. Sau đó, anh ta nói với Ano, tướng quân Ano, con chết tiệt này vô lễ như thế, dám can đảm xem thường nước liệp ưng của chúng ta, có thể để cho tôi tự mình xuất thủ, đi dạy dỗ cô ta được không? Có thể, nếu cậu chủ Trần ngứa tay, có thể tự mình đi đánh cô ta một chút." Ano nói. "Được, Trần An Khang lập tức đi tới. Tên binh sĩ đang đánh Chu Lệ Ngọc kia đưa roi ra cho Trần An Khang. Trần An Khang bắt đầu hung hăng đánh Chu Lệ Ngọc, vừa đánh vừa nói, "Đồ chết tiệt. Cho cô mạnh miệng này, tôi đánh chết cô, đánh chết cô." Chương 704 không khuất phục. Vì muốn thể hiện khả năng đánh người và không từ thủ đoạn của mình trước mặt Ano, Trần An Khang rất ra sức đánh, tuyệt đối sẽ không bởi vì Chu Lệ Ngọc là vợ của anh ta mà hạ thủ lưu tình. Chu Lệ Ngọc đã bị đánh đến mức cả người đầy thương tích, rất nhanh lại ra chóc thịt bong. Trần An Khang, anh là đồ nô tài chó chết bị vạn người cưới, con chó phản bội, có gan thì anh đánh chết tôi đi. Chu Lệ Ngọc nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói. Tốt, dù sao cô đã u mê không chịu chấp nhận, giữ cô lại cũng không có tác dụng gì. Cô chết, Tôi đều không cần phải xử lý thủ tục ly hôn với cô, đến lúc đó nhà họ Trần lên như diều gặp gió, lo gì không có vợ. Tôi có thể cưới người phụ nữ ưu tú hơn cô gấp trăm lần." Trần An Khang nói xong, lại đánh càng ác độc hơn. Chu Phi Dương nhìn thấy Trần An Khang đánh chị của mình độc ác như vậy, cũng rất phẫn nộ, hét lớn, "Trần An Khang, nói thế nào thì chị của tôi cũng là vợ của anh, tại sao anh có thể đánh chị ấy như vậy? Anh quả thực là không bằng cầm thú." Trần An Khang nghe được Chu Phi Dương chửi mình như vậy, lửa giận trong lòng càng tăng lên, đánh ác liệt hơn, vừa đánh vừa nói, chị của cậu chính là đồ chết tiệt, tóc dài, não ngắn, sắp chết đến nơi còn không biết thay đổi, còn sống cũng chỉ lãng phí lương thực. Trần An Khang, không nghĩ tới anh lại ác độc như vậy, đánh chị của tôi thảm như vậy, tôi làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua anh. Chu Phi Dương tức giận quát. Nếu như không phải là bởi vì chị của cậu, hiện tại cậu cũng có thể giống như tôi gia nhập vào nước Liệp Ưng, được tướng quân an nô trọng dụng. Là chỉ cậu hải cậu, hại nhà họ Trần, cậu còn nói chuyện giúp cô ta sao? Trần An Khang nói: "Hiện tại tôi rất hối hận, ban đầu đã đồng ý gia nhập nước Liệp Ưng cùng các người. Hiện tại cuối cùng tôi cũng suy nghĩ rõ ràng, người của nước Liệp Ưng chỉ là lợi dụng các người, chờ đến khi các người không còn giá trị lợi dụng, khẳng định sẽ qua sông nứt cầu, một cước đá văng các người ra, các người tỉnh lại đi. Đừng có hỗ trợ ngược nữa." Chu Phi Dương nói. Nghe được Chu Phi Dương nói như vậy, Ano tức giận nói, tên nhãi này và chị của anh ta đều u mê không có lối thoát, hung hăng đánh cho tôi. Tên binh lính phụ trách đánh Chu Phi Dương nghe được Ano nói như vậy, lại tăng thêm cường độ, đánh càng ác hơn. Lúc này, ở nhà họ Phan. Sau khi Trương Minh Nguyệt bị binh sĩ quân địch bắt, tay lo cùng người của nhà họ Phan đều đi vào trong gian phòng. Phan Huy Thành biết được Trương Minh Nguyệt đã hoàn toàn bị khống chế mới dám đi vào phòng rốt cuộc cô là ai tay lo hỏi trương minh nguyệt trương minh nguyệt lạnh lùng nhìn tay lo không nói một lời tướng quân tay lo vừa rồi tôi đã phái người điều tra cô ta là tổ trương của tổ đặc công xe đầu của long quốc trương minh nguyệt cao hùng nói ồ lần này các cậu vậy mà có thể bắt được tổ trưởng của tổ đặc công xe đầu của long quốc thật là một thu hoạch to lớn tay lo nói đúng vậy trước đó tôi cũng không nghĩ tới thế mà lại bắt được một con cá lớn cao hùng hưng phấn nói biết được cô ta là tổ trưởng tổ đặc công xe đầu của long quốc chắc chắn sẽ biết rất nhiều thứ nhanh chóng tra khảo cô ta đi tranh thủ có thể hỏi ra một chút tình báo hữu dụng tay lo nói vâng thưa tướng quân nghiêm hình bức cung là sở trường của tôi cứ giao cô ta cho cho tôi xử lý tôi nhất định sẽ hỏi ra một chút tình báo hữu dụng cao hùng nói được vậy tôi giao cô ta cho anh mau chóng hỏi ra một chút tình báo hữu dụng, càng nhanh càng tốt. Tay lo nói xong, liền đi ra khỏi phòng. Ông ta là thống soái vạn quân, đối với quá trình ép hỏi tù binh không có hứng thú, thứ ông ta muốn chính là kết quả. Sau khi tay lo ra khỏi phòng, Cao Hùng liền để cho người trói hết tay chân của Trương Minh Nguyệt lại, trói cô vào trên giường. Cột hai tay hai chân của cô ta vào chân giường, để tay chân của cô ta cùng thân thể mở ra hình chữ đại nhìn thấy nữ đặc công xinh đẹp như vậy của Long Quốc, bày biện ra loại tư thế mê người như vậy, tất cả người ở chỗ này đều hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt dữ tợn. chương 705 bị bắt. Trương Minh Nguyệt, cô đến nội bộ đại quân của tướng quân Anô đến cùng là có mục đích gì? Cao Hùng bắt đầu ép hỏi. Tôi muốn đi cứu Chu Lệ Ngọc, kết quả là còn chưa hành động, liền bị người phát hiện, chạy ra ngoài. Trương Minh Nguyệt lập tức tìm được một lý do hợp lý cô tuyệt đối sẽ không nói việc tiến vào nội bộ của quân địch Ano là để trinh sát bố trí binh lực của ông ta được. Cô đừng mơ lừa được tôi, chắc chắn sự việc không đơn giản như vậy. Cô không phải là bị người phát hiện, mà là chủ động rút lui, vụng trộm chạy ra ngoài. Mau nói, đến cùng cô đã đánh cắp tình báo gì? Cao Hùng giận dữ nói. Bộ đội Ano thuộc về hạng mục được bảo vệ rất xâm nghiêm, tôi muốn vào cũng không vào được, có thể đánh cắp tình báo gì? Trương Minh Nguyệt nói cô đừng nhắc những thứ này với tôi vô dụng mà thôi tôi không rảnh quanh co với cô tôi cho cô một cơ hội cuối cùng đến cùng thì cô đã truyền tin tình báo gì đến quân bộ của long quốc bên phía long quốc sẽ đưa ra hành động gì nếu như cô không thành thật nói ra tôi sẽ dùng hình với cô cao hùng nói vừa rồi tay lo nói phải nhanh một chút tra hỏi được tin tình báo đến càng nhanh càng tốt cao hùng cũng sẽ không nghe trương minh nguyệt nói hưu nói vượn tôi thực sự không thu hoạch được tình báo nào cả. Đương nhiên Trương Minh Nguyệt sẽ không nói ra Lê Uy Long muốn dùng đạn đạo để đối phó với bố trí phòng mà Ano bố trí ở xung quanh nhà họ Trần, để tạo nên đả kích lớn cho binh lực. Cô nghĩ như vậy, hiện tại cách thời gian quyết chiến chỉ có mấy phút, chỉ cần trì hoãn mấy phút này, quân địch sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Xem ra cô chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, dùng hình đi. Cao Hùng không kiên nhẫn nói. Dùng loại hình nào, một đặc công của nước liệp ưng hỏi dùng tra tấn bằng điện lấy hai dây điện đến đây cao hùng nói vâng mấy tên đặc công của nước liệp ưng lập tức từ sắp xếp hai dây điện đến sau đó một đặc công nước liệp ưng cởi giày chiến của trương minh nguyệt ra một tên đặc công khác của nước liệp ưng hai tay nắm hai dây điện đem hai đầu dây điện chạm vào hai chân lòng bàn chân của trương minh nguyệt dòng điện kết nối truyền khắp toàn thân trương minh nguyệt thân thể của cô ta không tự chủ được mà run rẩy nhưng trương minh nguyệt cắn răng quả thực không kêu một tiếng sau mười mấy giây trương minh nguyệt đã đầu đầy mồ hôi sắc mặt trắng bệch ngừng cao hùng lo lắng trương minh nguyệt sẽ bị điện giật chết liền kêu dừng nếu như điện giật chết trương minh nguyệt vậy thì không thể hỏi được tình báo gì cả trương minh nguyệt đến cùng cô có nói hay không cao hùng lại hỏi trương minh nguyệt trực tiếp không tiếp tục để ý cao hùng không muốn nói chuyện với anh ta chỉ cần cô ta chịu đựng được mấy phút này thì bọn họ sẽ chết chắc tiếp tục dùng hình cao hùng nhìn thấy trương minh nguyệt quật cường như thế lại hạ lệnh tiếp tục dùng hình tên đặc công kia của nước liệp ưng lập tức lại chạm hai đầu dây điện vào lòng bàn chân của trương minh nguyệt trương minh nguyệt nhẫn nhịn chịu sự đau khổ to lớn vẫn không kêu một tiếng như thế lặp đi lặp lại mấy lần trương minh nguyệt đã mồ hôi đầm đìa sắc mặt tím tái trương minh nguyệt tôi cho cô một cơ hội cuối cùng đến cùng cô có nói hay không cao hùng đã đã mất kiên nhẫn coi như anh giết tôi cũng đừng nghĩ từ miệng của tôi lấy được tin tình báo gì cả trương minh nguyệt hận thù nói tốt không hổ là tổ trưởng tổ đặc công xe đầu của long quốc đủ kiên cường xem ra tôi phải đổi loại dùng hình khác mới được cao hùng nói anh ta biết muốn đối phó với tổ trưởng tổ đặc công xe đầu cũng không phải dễ dàng như vậy Thủ đoạn căn bản không có tác dụng gì, phải dùng thủ đoạn đặc thù mới được. Trương Minh Nguyệt không nói thêm gì nữa, mặc kệ bọn họ dùng hình gì, cô ta cũng sẽ không bán đứng Long Quốc. Cậu chủ Phan, anh cảm thấy tổ trưởng tổ đặc công xe đầu này, dáng dấp như thế nào? Lúc này, Cao Hùng đột nhiên hỏi Phan Huy Thành đang đứng ở một bên. "Xinh đẹp, vì sao anh Cao Hùng lại hỏi vấn đề này?" Phan Huy Thành không hiểu ra sao. Nếu cậu chủ Phan đã cảm thấy dung mạo của cô ta xinh đẹp, Vậy tôi liền thưởng cô ta cho anh, tùy ý anh trả đạp." Cao Hùng lạnh nhạt nói. Trương Minh Nguyệt nghe được Cao Hùng nói như vậy, lập tức toàn thân run lên, không nghĩ tới tên Cao Hùng này vậy mà lại khai thác thủ đoạn hèn hạ như vậy, vô sỉ bức cung. Mà Phan Huy Thành nghe được Cao Hùng nói như vậy, trong lòng lập tức vô cùng vui mừng. Nhưng, anh ta vẫn còn có chút nghi vấn, không hiểu chút nào mà hỏi thăm, ở đây nhiều người như vậy, anh Cao Hùng vì sao lại lựa chọn thưởng cô ta cho tôi? Bởi vì, anh đã gia nhập với chúng ta, đồng thời giúp bọn tôi bắt được cô ta, chúng tôi nhất định phải khen thưởng đối với anh. Cao Hùng nói. Phan Huy Thành nghe vậy, trong lòng lại là một trận vui mừng. Nghĩ thầm, gia nhập nước liệp ưng chính là chuyện tốt, chuyện gì tốt thì anh ta nên ưu tiên. Lúc này, Cao Hùng lại chuyển hướng, còn nói thêm, thưởng cô ta cho anh, quan trọng nhất còn là bởi vì dung mạo anh rất xấu. Cô ta bị người đàn ông xấu xí như anh trà đạp, chắc chắn sẽ khó chịu giống như ăn phải con ruồi cho nên để anh đến là không thể thích hợp hơn được nữa phan huy thành lập tức sững sờ hóa ra cao hùng để cho anh ta đến trả đạp vì tổ trưởng này của tổ đặc công xe đầu là bởi vì dáng dấp của anh ta đủ xấu anh ta cũng đã từng là quý công tử ngọc thụ lâm phong phong độ nhẹ nhàng thế nhưng vì lần trước muốn chiếm đoạt chu nhược mai không thành ở khách sạn ngược lại bị lê uy long dùng đao phá vỡ mặt khiến cho gương mặt của anh ta trở nên quái dị. "Cậu chủ Phan, thế nào? Mỹ nhân xinh đẹp như vậy thưởng cho anh, chẳng lẽ anh còn không vui?" Cao Hùng nhìn thấy Phan Huy Thành sướng sờ, liền hỏi tiếp. "Vui lòng, đương nhiên là tôi rất vui lòng rồi. Cảm ơn anh Cao Hùng ban thưởng." Phan Huy Thành cũng không quan tâm được nhiều như vậy, anh ta đã biến thành người quái dị, về sau rất khó cua gái, bây giờ có thể đạt được một người phụ nữ xinh dù sao dáng dấp của nữ đặc công này xinh đẹp như thế, cớ sao mà không làm chứ? Nếu cậu chủ Phan đã vui lòng, vậy thì nhanh hành động đi. Cao Hùng cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, lập tức thúc giục Phan Huy Thành tranh thủ thời gian hành động. Có ngay, gương mặt của Phan Huy Thành vốn dĩ rất xấu xí, bởi vì hưng phấn quá độ, liền trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. chương 706 sợ bị trà đạp, Trương Minh Nguyệt nhìn thấy gương mặt xấu xí lại giữ tợn của Phan Huy Thành đang đi đến, lập tức dọa sợ. Cô ta là đặc công trải qua huấn luyện đặc thù, không sợ trời không sợ đất, mặc kệ tra tấn như thế nào, đều có thể vượt đi qua. Nhưng cô ta lại sợ bị người ta trà đạp. Hơn nữa lại bị người xấu như vậy trà đạp. Mặc dù cô ta là tổ trưởng tổ đặc công xe đầu, nhưng cô ta cũng là phụ nữ. Phụ nữ, sợ nhất chính là bị người cưỡng hiếp đặc biệt là loại phụ nữ thủ thân như ngọc giống như cô phan huy thành cái tên xúc sinh nhà ns nếu như anh dám đụng đến tôi tôi cam đoan sẽ chém anh hàng nghìn đao tay chân của trương minh nguyệt hiện tại bị trói không thể động đậy chỉ có thể dùng ngôn ngữ để uy hiếp phan huy thành ha ha chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu coi như cô có giết tôi tôi cũng sẽ không hối hận huống chi bây giờ cô đã rơi vào trong tay chúng tôi lấy cái gì để có thể chém tôi thành hàng nghìn mảnh chứ phan huy thành nói cái tên bán nước đồ phản bội coi như tôi không thể giết anh cũng sẽ có hàng ngàn ngàn hàng vạn người đến giết anh báo thù cho tôi trương minh nguyệt hung hăng nói đừng lấy những lời này để dọa tôi vô dụng tôi cũng không bị dọa sợ phan huy thành nói lúc này cao hùng nói trương minh nguyệt nếu như cô đã sợ hãi bây giờ hối hận vẫn còn kịp chỉ cần cô cung cấp cho chúng tôi tình báo hữu dụng tôi có thể để cậu chủ phan không trà đạp cô nữa trà đạp trương minh nguyệt không phải mục đích cuối cùng của anh ta anh ta làm như vậy hoàn toàn là để cho trương minh nguyệt sợ hãi để cô ta nói ra những tin tình báo hữu dụng muốn tôi bán đứng nước đại long anh đừng có nằm mơ trương minh nguyệt tình nguyện mình chịu nhục cũng sẽ dứt khoát không làm ra chuyện ra chuyện bán đứng nước đại long hiện tại thời điểm quyết chiến lập tức sẽ bắt đầu ở thời khắc cuối cùng này, cô ta tuyệt sẽ không bởi vì giữ lại trinh tiết của mình, mà khiến cho nước nước Đại Long bại trận. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách lòng giả của tôi độc ác. Cao Hùng không nghĩ tới Trương Minh Nguyệt lại ngoan cường như vậy, đến thời điểm này, thế mà còn trung thành với Long Quốc. Tiếp theo, anh ta nói với Phan Huy Thành, cậu chủ Phan, tổ trưởng Trương đã trung thành như vậy, anh cứ làm theo những gì cô ta mong muốn, tiếp tục đi. Được. Phan Huy Thành lại tiếp tục đi về phía Trương Minh Nguyệt. Những đặc công của nước Liệp Ưng cùng binh sĩ của nước Cử Hùng, nhìn thấy Cao Hùng thế mà lại ban thưởng tổ trưởng tổ đặc công của Long Quốc xinh đẹp như vậy cho Phan Huy Thành, trong lòng đều cực kỳ bất bình. Vừa rồi bọn họ đã trải qua cử tử nhất sinh, phấn đấu quên mình bắt được vị nữ đặc công giết người như ngế này, kết quả Cao Hùng lại ban thưởng cô ta cho Phan Huy Thành, làm sao trong lòng của bọn họ có thể cân bằng được? Phải biết rằng Vừa rồi thời điểm bắt nữ đặc công Long Quốc này, Phan Huy Thành vẫn luôn trốn ở ngoài cửa, nhìn xa xa, khi lập được công lao, không có một chút quan hệ gì với anh ta cả. Nhưng mà, trong lòng bọn họ bất bình thì bất bình, đây là mệnh lệnh của Cao Hùng, bọn họ cũng không dám nhiều lời. Lúc này, Phan Huy Thành đã tới bên cạnh giường của Trương Minh Nguyệt, nhìn thấy nhiều người như vậy ở đây nhìn, anh ta cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên, liền nói các người có thể đi ra ngoài trước được không, tránh ra một chút. Cậu chủ Phan, trước mặt mọi người nhục nhã cô ta thì kích thích hơn đó, né tránh để làm gì? Để chúng tôi ở bên cạnh thưởng thức, mở mang kiến thức một chút bản lĩnh chinh phục phụ nữ của anh, mở mang tầm mắt, đã nghiện một chút đi." Cao Hùng nói. Phan Huy Thành lập tức vô cùng quẫn bách, cực kỳ khó xử. Bởi vì anh ta có bệnh khó nói. Lần trước ở khách sạn, anh ra chẳng những bị Lê Uy Long hủy dung, còn bị Lê Uy Long phế đi về sau cho dù anh ta đã tìm rất nhiều bác sĩ để trị liệu đều không thể chữa khỏi hiện tại anh ta đã biến thành thái giám loại chuyện mất mặt như vậy anh ta không có ý khoe ra trước mặt mọi người loại sự tình này chỉ có chính anh ta biết nếu như nói ra một chút tôn nghiêm của đàn ông anh ta cũng không có mất hiện tại trong lòng của anh ta mặc dù rất hưng phấn nhưng không có một chút phản ứng nào cả vừa rồi khi nghe được cao hùng nói khen thưởng trương minh nguyệt cho anh ta ban đầu anh ta muốn hôn hôn, sờ sờ, sau đó dùng tay, dùng tay để đỡ nghiện một chút cũng được. chương 707 bị ép. Thế nhưng là, không nghĩ tới Cao Hùng thế mà bắt anh ta phải truyền hình trực tiếp tại hiện trường, trước mặt mọi người biểu diễn cho bọn họ xem, anh ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cậu chủ Phan, thế nào? Nếu như anh không thích, chỗ này của tôi còn có rất nhiều huynh đệ đang chờ đấy. Cao Hùng nhìn thấy Phan Huy Thành chậm chạp không hành động, liền lại bắt đầu thúc giục. Tôi, tôi làm, tôi lập tức làm, Phan Huy Thành không muốn nói chuyện xấu của mình ra, chỉ có thể kiên trì lên giường. Lúc này, ở biệt thự Tinh Nguyệt. Lệ Uy Long nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện cách thời gian quyết chiến chỉ còn lại 2 phút cuối cùng. Lúc này, một nhân viên phụ trách liên lạc cầm điện thoại vội vàng chạy tới, báo cáo hộ soái, Trần hộ soái có điện báo. Lệ Uy Long lập tức nghe điện thoại, nghe, hỏi Trần hộ soái, có chuyện gì? lê hộ soái tất cả đạn đạo đã dựa theo bố trí binh lực mới nhất của quân địch định vị hoàn tất trần kiện nói lê uy long nghe vậy rất vui mừng tốt còn hai phút tất cả dựa theo thời gian đã sớm định ra giữ nguyên kế hoạch tiến hành vâng trần kiện nói sau khi cúp điện thoại lê uy long đối chu nhược mai nói nhược mai anh lập tức liền phải xuất trinh em mau trở về đi thôi vâng anh bảo trọng em ở nhà chờ anh trở về chu nhược mai mặc dù có ngàn vạn điều không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể để Lê Uy Long ra chiến trường. Lúc này, tại nhà họ Phan. Phan Huy Thành vì mặt mũi, đã không thể lùi bước được nữa, đành phải bò lên trên giường của Trương Minh Nguyệt. Chuyện cho tới bây giờ, anh ta cũng không biết tiếp theo phải làm cái gì. Nếu như làm không tốt, anh ta sẽ bị tất cả mọi người bêu xấu. Anh ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thế là anh ta quyết định trước tiên cởi quần áo của Trương Minh Nguyệt. Trong lòng Trương Minh Nguyệt vô cùng phẫn nộ, vẫn luôn dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Phan Huy Thành. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Phan Huy Thành đã bị ánh mắt của Trương Minh Nguyệt giết chết hàng nghìn lần rồi. Phan Huy Thành nhìn thấy ánh mắt của Trương Minh Nguyệt hung ác như thế, trong lòng của anh ta kỳ thật rất sợ hãi. Anh ta không còn dám nhìn vào ánh mắt của Trương Minh Nguyệt, hiện tại anh ta đã đâm lao phải theo lao, đành phải cúi đầu, tay run run, cởi nút thắt yêu quần áo của Trương Minh Nguyệt. Tất cả những người ở chỗ này, nhìn thấy rốt cuộc Phan Huy Thành cũng sắp cởi quần áo của Trương Minh Nguyệt ra, tất cả đều thú huyết sôi trào, mở to hai mắt, lặng lặng mà nhìn xem. Phan Huy Thành vừa rồi vẫn luôn lề mà lề mề, bọn họ chờ giờ khắc này, thực sự đã chờ hơi lâu. Nếu như đổi lại là mình, đã sớm làm xong vị nữ đặc công xinh đẹp này của Long Quốc rồi đúng lúc phan huy thành sắp cởi được nút áo thứ nhất trên áo sơ mi của trương minh nguyệt trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng vang đinh tai nhức óc tất cả mọi người đều kinh hãi cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì tất cả đều vội vàng chạy ra khỏi gian phòng phan huy thành cũng không dám một mình ở trong gian phòng này với ánh mắt độc ác của trương minh nguyệt cũng bị dọa đến mức lộn nhào ngã xuống giường chạy theo ra ngoài mà khi trương minh nguyệt nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến không trung này rốt cục thở vào một hơi. Bởi vì cô ta đã hiểu, kia là âm thanh của đạn đạo phi hành trên không trung. Quyết chiến, rốt cục chính thức bắt đầu. chương 708 đạn đạo. Tay lo cùng người nhà họ Trần nghe được tiếng giết vàng đột nhiên xuất hiện, cũng rất kinh hãi, vội vàng đi ra ngoài xem xét. Sau đó, mọi người thấy ở phương hướng chiến vực phía nam của Long Quốc, bầu trời đêm có ánh lửa ngút trời, chiếu sáng nửa bầu trời, trên bầu trời là hàng nghìn đạn đạo đang bay, vượt không chung mà đến. Nhìn thấy loại cảnh tượng vô cùng hùng vĩ này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ chốc lát. Đám người lại nhìn thấy tất cả đạn đạo bay trên không trung đều phóng về phía thành phố quốc hòa từ trong bầu trời đêm. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều bị dọa đến mất cả hồn phách. Trong lòng mỗi người đều đang nghĩ, chẳng lẽ những đạn đạo này muốn oanh tạc thành phố Nam Quảng, san bằng thành phố quốc hòa thành bình địa sao? Lúc này, ở nhà Trần, Trần An Khang vì muốn biểu hiện mình là người theo quân không màng đến người thân, còn đang không ngừng đánh Chu Lệ Ngọc. Tình cảnh tàn nhẫn như vậy, quả thực vô cùng thê thảm. Nhưng, người nhà họ Trần cũng không có một chút đồng tình nào cả, đều cảm thấy say sưa ngon lành, u không hề cảm thấy tàn nhẫn. Lúc Chu Lệ Ngọc sắp lâm vào hôn mê, trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến từng đợt âm thanh như núi kêu biển gầm. Tất cả đám người đều giật nảy cả mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, vô số đạn đạo gào thét lao đến. Những đạn đạo này phun ra một làn sương mù dài ở giữa không trung, lao đến thật nhanh ở trong sương mù, tựa như có vô số rồng lớn đang phi hành trên không trung. Gặp tình hình này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái này, đây rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Trần An Khang nơm nớp lo sợ nói. "Không xong, Long Quốc vận dụng đạn đạo tập kích chúng ta." Một tướng lĩnh của quân địch kinh hoàng nói. Lúc này Ano thấy cảnh này cũng rất ngạc nhiên, cũng sợ ngây người. Ông ta nghĩ mãi mà không rõ, chiến vực phương Nam của Long Quốc phát ra nhiều đạn đạo như vậy, chẳng lẽ Lê Uy Long muốn san bằng thành phố Quốc Hòa thành bình địa? Thế nhưng, thành phố Quốc Hòa còn có rất nhiều bình dân bách tính không chạy trốn kịp, chẳng lẽ Lê Uy Long ngay cả sống chết của nhân dân chính mình cũng không để ý? Nói thì chậm, mà mọi chuyện đến thì nhanh, chỉ trong thời gian một nháy mắt, Vô số đạn đạo đã bay đến trên không thành phố Nam Quảng. Sau đó, những đạn đạo này bắt đầu nhao nhao rơi xuống, mục tiêu đúng là xung quanh nhà họ Trần. Đương nhiên, cũng có một chút đạn đạo cỡ lớn tiếp tục hướng về phía trước, bay về phía bên ngoài biển. Nhanh, bảo hộ tướng quân Ano, một tướng lĩnh quân địch phản ứng kịp, lập tức hô lớn. Những vệ binh Ano kia nhìn thấy tình thế nguy cấp, nhao nhao nhào tới, đẩy Ano ngã nhào xuống đất dùng thân thể của mình che lấy ông ta, bởi vì bọn họ đều biết những đạn đạo có thể là đang tập kích nhà họ Trần, chạy đi cũng chưa chắc có thể tránh, chỉ có thể đẩy An Nô ngã xuống đất, dùng thân thể của mình bảo vệ ông ta. còn lại những tướng lĩnh của quân địch kia nhìn thấy tình huống không ổn, cũng đều vội vàng nằm xuống. Trần An Khang cùng người nhà họ Trần nhìn thấy đạn đạo rơi xuống, thì đã bị dọa đến mức vừa hét chói tai, vừa kinh hoàng trốn chạy, vô cùng lộn xộn. Trần An Khang thậm chí trực tiếp bị dọa sợ đến mức tè ra quần. Lúc này Chu Lệ Ngọc gần như đã hôn mê, nhìn thấy đạn đạo đánh tới, cô ta cũng không muốn chạy trốn, cô ta cảm thấy bị đạn đạo nổ chết cũng tốt hơn so với việc bị Trần An Khang đánh chết. Cho dù cô ta muốn chạy trốn, cô ta cũng không trốn thoát được. Bởi vì hai tay của cô ta đã bị trói lấy, dán ở trên cửa lớn của nhà họ Trần. Chu Phi Dương nhìn thấy vô số đạn đạo rơi xuống trên không của nhà họ Trần anh ta muốn chạy trốn, nhưng hai tay đã bị trói dán ở trên cửa lớn của nhà họ Trần, căn bản không có cách nào để trốn đi, chỉ có thể nghe theo ý trời mà thôi. Quân địch bố trí ở xung quanh nhà họ Trần, nhìn thấy những đạn đạo đang rơi xuống vị trí của mình, đã bị dọa đến mức không biết phải làm sao. Âm, um, âm, um, âm, um, âm. Um. Những đạn đạo kia rơi xuống trận doanh mà Ano bố trí quân đội ở bên ngoài nhà họ Trần, phát sinh ra bạo tạc rất to lớn trận danh cách nhà họ Trần mấy chục dặm đều bị phá hủy chỉ trong nháy mắt vô số quân địch đều chết hết xác chết ở khắp nơi trên mặt đất bởi vì Chu Lệ Ngọc ở nhà họ Trần cho nên không có một viên đạn đạo nào rơi vào trong nhà của nhà họ Trần cả mà một cây số ở xung quanh nhà họ Trần đều không có đạn đạo rơi xuống đó là vì bảo đảm sự an toàn của Chu Lệ Ngọc Lệ Uy Long dùng đạn đạo phá hủy Mục đích đều là nhằm vào những trận đánh mà Ano bố trí ở một cây số bên ngoài nhà họ Trần. Mà quân địch ở trong vòng một cây số gần nhà họ Trần thì dường như không phải chịu bất kỳ thương tổn nào cả, nhưng những quân địch kia đã sợ đến mức bàng hoàng trong lòng, chạy trốn về bốn phía. Lúc này, ở khu vực biển phía nam, chiến hạm của quân địch ở khu vực biển phía nam nhìn thấy ba viên đạn đạo thần long to lớn bay tới, muốn chặn đường, thế nhưng căn bản là không cách nào cản đầu đạn được quân địch trên chiến hạm lập tức bị dọa đến mức thất kinh, có người thậm chí bị dọa sợ đến mức vội vàng nhảy xuống biển. trong nháy mắt, ba viên đạn đạo thần long to lớn đã từ ba phương hướng khác nhau rơi vào bên trong nhóm chiến hạm của quân địch. âm, um, âm, um, âm um, ba tiếng nổ cực lớn vang lên trên mặt biển trong nháy mắt ánh lửa mút trời. đạn đạo thần long to lớn rất có uy lực, trực tiếp phá hủy những chiến hạm của quân địch ở trên mặt biển vô số chiến hạm của quân địch trong nháy mắt đã bị cháy rụi, chỉ còn lại hài cốt. Dưới uy lực vô cùng to lớn, nhấc lên làn sóng ảnh hưởng lớn, quả thực chính là giống như rời sông lấp biển. Những chiến hạm của quân địch bị phá hủy kia, đều bị bị nước biển lật tung, đắm chìm. Quân địch trên chiến hạm, không người nào là may mắn thoát khỏi. Coi như sớm nhảy xuống biển, cũng không có thể thoát chết mấy chục vạn quân địch của nước Liệp ưng và nước Cử Hùng ở trên khu vực biển phía nam trong nháy mắt bị tiêu diệt, hóa thành cho bụi. Đạn đạo thần long mà Long Quốc mới nghiên cứu được, chưa từng công bố với bên đối ngoại. Lần biểu diễn thứ nhất của đạn đạo thần long, trực tiếp hủy chiến trường, dùng để giết địch, đối với quân địch mà nói chính là đả kích chí mạng. Chương 709 xuất phát. Lúc này, ở biệt thự Tinh Nguyệt, Lệ Uy Long nhìn thấy đạn đạo đã tập kích hoàn tất, lập tức cầm kiếm ở trong tay lên, chỉ về phía trước, giận dữ hét lên, toàn quân xuất phát. Trong chốc lát, vô số xe chiến đấu ầm ầm phi nước đại ra ngoài, giống như mãnh hổ xuống núi. Ba vạn sư đoàn dũng tướng, còn có 10 vạn tinh binh ở dưới núi, đồng thời xuất phát, vô cùng khí thế, dung chuyển trời đất. Những tướng sĩ đi bộ kia, cũng như lang như hổ, đằng đằng sát khí lao tới chiến trường. Lệ Uy Long thì tự mình dẫn chiến đội Phượng Hoàng, đi thẳng đến nhà họ Trần. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đứng ở cửa biệt thự, nhìn cảnh tượng những tướng sĩ vô cùng có khí thế xuất trinh, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lệ Uy Long là muốn quyết chiến cùng kẻ địch ở thành phố quốc hóa sao, Chu Nhược Mai nói. Hẳn là vậy đi, vừa rồi đã tiến hành tập kích đạn đạo đối với quân địch, hiện tại lại đồng thời xuất động nhiều binh lính như vậy, xem ra là muốn quyết chiến cùng quân địch. Nguyễn Tú Hằng nói, trận chiến đấu này, đã khiến thành phố quốc hòa bị ảnh hưởng sinh linh đồ thán hy vọng có thể sớm kết thúc một chút chu nhược mai nói đúng vậy đáng tiếc chúng ta không thể đi theo lê uy long cùng tiến vào chiến trường thấy phong thái của anh ấy nguyễn tú hằng có chút tiếc nuối nói đúng vậy nếu như chúng ta cũng giống như hà ngọc vinh là quân nhân thì tốt bao nhiêu a à? như vậy có thể đi theo cùng kề vai chiến đấu với lê uy long chu nhược mai hiện tại cũng có chút ghen tị hà ngọc vinh cùng lúc đó Phạm Cương và Lê Lương Quân cũng chỉ huy bộ đội thuộc đội quân binh, bất ngờ phát động tổng tiến công về phía quân địch. Một vòng đạn đạo anh tạc vừa rồi đã khiến cho tất cả quân địch ở thành phố quốc hòa đại loạn, lòng người bàng hoàng. Mà Phạm Cương cùng Lê Lương Quân đột nhiên khởi xướng tổng tiến công ở thời điểm này, những quân địch kia đã bị loạn trận cước, vội vàng ứng chiến, bị giết đến mức trở tay không kịp. Khoảng thời gian này binh mã của Phạm Cương cùng Lê Lương Quân thường bị quân địch đánh cho đến mức phải liên tục lui binh, đều đã nhấn nhịn một cỗ tức giận, hiện tại đã đến thời cơ thích hợp để phản công, bọn họ đều chém giết đỏ cả mắt, một đường có khí thế như trẻ tre. Lúc này, ở chiến vực phía Nam, theo hộ soái chấn Nam Trần Kiện ra lệnh một tiếng, vô số máy bay chiến đấu cất cánh từ sân bay, bay về phía thành phố Nam Quảng. Bọn họ phải phối hợp tác chiến với binh mã ở trên lục địa của Long Quốc, tiến hành oanh tạc đối với quân địch. Thời khắc quyết chiến, rốt cuộc cũng đã đến. Dựa theo chiến lược Lê Uy Long an bài, phải đánh thẳng vào quân địch, tiêu diệt toàn bộ ở bên trong thành phố Nam Quảng. Lúc này, ở nhà họ Trần. Những quân địch kia nhìn thấy đạn đạo Long Quốc cũng không tập kích nhà họ Trần, đều vội vàng từ bò dậy dưới đất, từng người đều đầy bụi đất. Ano bị hộ vệ của mình đè ở dưới đất, bị ép tới mức có chút không thở được, hét lớn: "Mau mau cút đi, đỡ tôi dậy." Những hộ vệ kia nghe được tiếng giống của Ano, bội vàng đứng dậy, sau đó đơ Ano lên. Trần An Khang, ông cụ nhà họ Trần cùng tất cả người nhà họ Trần chạy loạn khắp nơi một lúc, mới phát hiện nhà họ Trần cũng không bị oanh tạc, tất cả đều chạy về đến bên người Ano. Bọn họ cảm thấy, chỉ cần ở cùng một chỗ với Ano, mới là an toàn nhất. Xem ra Lê Uy Long muốn tới, truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Ano thân là chiến thần bất bại của nước Liệp ưng, cảnh tượng hoành tráng đến mấy cũng đã thấy cũng nhiều, lúc này vẫn không hề hoang mang. Lúc này, một tướng lĩnh từ bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy vào, thở hồng hộc nói, báo. Báo cáo tướng quân, vừa rồi quân địch dùng đạn đạo tiến hành oanh tạc đối với quân ta, binh mã chúng ta bố trí ở xung quanh, tất cả đều. Tất cả đều tổn thất hầu như không còn. Cái gì, đạn đạo của Long Quốc đã phá hủy tất cả binh mã bố trí phòng ngự ở xung quanh của chúng ta. Ano mới vừa rồi ở thời điểm đạn đạo oanh tạc đã bị hộ vệ đẩy ngã xuống đất, không thấy được chỗ mà đạn đạo oanh tạc ở đâu, chỉ là nghe được tiếng nổ, cho nên cũng không biết tình huống cụ thể. Vâng, quân địch biết chính xác vị trí mà chúng ta bố trí trận doanh, tất cả binh mã ở trong trận doanh mà chúng ta bố trí đều đã bị tiêu diệt. Tên tướng sĩ của quân địch nói. Thần sắc Ano bắt đầu có chút biến hóa, trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người của nhà họ Trần, nghe được tin binh mã mà Ano bố trí ở xung quanh nhà mình đều đã bị phá hủy, cả đám đều bị dọa đến mức sắc mặt trắng bạch tất cả binh mã của Ano đều không còn, nếu như Lê Uy Long chỉ huy binh mã Long Quốc giết tới, vậy thì phải làm như thế nào bây giờ? Chúng ta vừa mới đổi mới bố cục bày trận, tại sao quân địch có thể đánh vào trận doanh mà chúng ta vừa mới sắp xếp được? Ano tức giận hỏi, hẳn là có đặc công của Long Quốc thâm nhập vào nội bộ của chúng ta, đã trinh sát được bày trận binh lực của chúng ta, đồng thời gửi cho Tiêu Uy Long. Tên tướng sĩ của quân địch nói, đến cùng thì các ngươi làm như thế nào vậy? thế mà bị đặc công Long Quốc trà trộn vào trong nội bộ, thật sự là một đám thùng cơm. Ano lập tức nổi trận lôi đình. Đặc công của kẻ địch ra vào không có tiếng động, chúng ta khó lòng phòng bị. Tên tướng sĩ của quân địch nói. Nhanh liên hệ với binh mã đóng quân ở trên biển, để bọn họ nhanh chóng vào đất liền, tới chi viện cho chúng ta. Ano vẫn còn có chút gặp nguy không loạn, lập tức hạ lệnh để binh mã ở trên biển đến chi viện. Việc đã đến nước này, ông ta biết hết thảy đều không thể vãn hồi, tức giận với những binh lính này cũng chỉ vô dụng, tranh thủ thời gian điều binh khiển tướng mới là việc cấp bách. Vâng, tên tướng sĩ của quân địch nói xong, lập tức liên hệ với chiến hạm đóng quân ở vùng biển phía nam của Long Quốc. Chương 710 mất liên lạc. Tên tướng sĩ của quân địch kia không ngừng gọi điện thoại liên hệ với chiến hạm ở khu vực biển phía nam, thế nhưng là vẫn luôn không nhận máy. Tướng quân, không liên lạc được với chiến hạm của chúng ta. Tên tướng sĩ của quân địch kia đã đầu đầy mồ hôi nói: Tại sao chứ, thời khắc mấu chốt, tại sao lại không liên lạc được? Ano cực kỳ tức giận nói: Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, chiến hạm của chúng ta sẽ không phải là đã bị đạn đạo của Long quốc phá hủy rồi chứ? Tên tướng sĩ của quân địch kia cũng rất lo lắng nói: Không có khả năng, chiến hạm của chúng ta có hệ thống phòng ngự cường đại như vậy, không có khả năng bị đạn đạo của Long quốc phá hủy nếu như đạn đạo của long quốc có thể phá hủy chiến hạm của chúng ta thì bọn họ đã sớm phá hủy rồi ano vô cùng chắc chắn nói mà đúng lúc này một tên phó tướng cầm điện thoại vội vã chạy tới nói tướng quân quân lính đóng quân ở bờ biển gửi điện báo khẩn đến ano không nhanh không chậm cầm điện thoại lên nói tôi là ano có chuyện gì tướng tướng quân chiến hạm của chúng ta bị bị đạn đạo long quốc phá hủy toàn bộ đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói nơm nớp lo sợ của tướng lĩnh nước Liệp ưng. Tên tướng lĩnh này, đóng quân ở bờ biển của thành phố Nam Quảng, vừa rồi mắt chính mắt nhìn thấy quá trình chiến hạm liên hợp của nước Liệp ưng và nước cự hùng bị đạn đạo phá hủy, bị dọa đến hồn phi phách tán, bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cái, cái gì, chiến hạm của chúng ta, bị phá hủy toàn bộ, Ano quả thực không thể tin vào tai của mình. Vâng, vâng, vừa rồi tôi đã tận mắt thấy, chiến hạm liên hợp của chúng ta bị ba đạn đạo có uy lực to lớn, trong nháy mắt phá hủy. Chiến hạm liên hợp của chúng ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn tồn tại nữa. Tên tướng sĩ của quân địch kia nói. Ano vẫn luôn bình tĩnh, khi nghe được tin tức này rốt cuộc cũng thay đổi hoàn toàn sắc mặt, ngây ra như phỗng. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ano tức giận hồn hền liên tục hỏi. Tôi cũng không biết, Long Quốc hẳn là sử dụng đạn đạo có uy lực to lớn, cho nên mới có thể khiến cho chiến hạm liên hợp của chúng ta bị phá hủy trong nháy mắt. Tên tướng sĩ của quân địch kia nói. Âm một tiếng, điện thoại trong tay của Ano rơi trên mặt đất. Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Quốc vậy mà dám can đảm sử dụng đạn đạo có uy lực to lớn, hủy diệt tính mạnh. Không phải đã hẹn là không được phép sử dụng đạn đạo có uy lực to lớn, tính hủy diệt mạnh sao? Chẳng lẽ Long Quốc không sợ đối địch với toàn thế giới sao? Tướng quân, Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một tướng sĩ của quân địch nhìn thấy Ano thất hồn lạc phách, vội vàng hỏi. "Chiến hạm liên hợp của chúng ta đóng quân ở khu vực biển phía nam đã bị đạn đạo của Long quốc phá hủy toàn bộ, toàn quân bị diệt." Ano một mặt ngây người nói. Nghe được lời Ano nói như vậy, ở những tướng sĩ của quân địch ở đây đều hoảng sợ, run lẩy bẩy. "Lần này phải làm sao bây giờ? Chúng ta không có viện binh, một mình xâm nhập thành phố Nam Quảng" Sớm muộn cũng sẽ bị Lê Uy Long tiêu diệt. Đúng vậy, một chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Lê Uy Long, thật độc ác. Long Quốc lại dám sử dụng đạn đạo có uy lực to lớn, đây là tiết tấu muốn đối đầu với cả thế giới sao? Chúng ta bây giờ tứ cố vô thân, bị vây ở thành phố Quốc Hòa, lần này làm sao trở về được? Trong lòng của các tướng sĩ của quân địch vô cùng bàng hoàng, vô cùng sợ hãi. Giờ phút này bọn họ hy vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng tình mộng chiến hạm còn vậy thì tốt người nhà họ trần nghe được chiến hạm liên hợp của nước liệp ưng và nước cử hùng đã toàn quân bị diệt tất cả đều bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch toàn thân run lên bọn họ mặc dù không hiểu quân sự nhưng là cũng biết tầm quan trọng của những chiến hạm liên hợp kia bộ phận lớn binh mã của nước liệp ưng cùng nước cử hùng còn đang đóng binh ở nước cử hùng chưa vào đất liền nhưng bây giờ trong khoảnh khắc liền bị đạn đạo của long quốc phá hủy nói không có liền không có chiến hạm liên hợp đã không còn, thì sau này không còn binh lực đến chi viện ở thành phố quốc hòa nữa. Hiện tại, Ano cùng tay lo đã chỉ còn một mình, sẽ không có người đến chi viện bọn họ. Coi như nước liệp ưng và nước cử hùng phái binh mã tới, cũng không có khả năng nhanh như vậy mà đến được chỗ này. Bởi vì nước liệp ưng, nước cử hùng cách xa trùng dương với nước Long Quốc, cho đến thời điểm khi bọn họ đuổi tới, Ano cùng tay lo ở thành phố quốc họ binh mã, đã bị Long Quốc tiêu diệt. Người nhà họ Trần vốn cho là gia nhập nước Liệp Ưng liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, khiến cho nhà họ Trần lên như diều gặp gió. Thế nhưng, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, tình thế trên chiến trường lại thay đổi bất thường, tình thế chuyển tiếp đột ngột, cục diện trong nháy mắt đã thay đổi, ưu thế trước đó của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng đã biến thành thế yếu. Tình thế ở trên chiến trường quả thật là có thể thay đổi ở trong nháy mắt. Nếu như nước Liệp Ưng cùng nước Cự Hùng bị đánh bại, như vậy bọn họ là người phản bội Long Quốc, là đồ bán nước, tất nhiên sẽ bị cực hình, lần này nên làm thế nào cho phải. Bọn họ bắt đầu hối hận việc gia nhập nước liệp ưng. Chu Lệ Ngọc nghe nói chiến hạm của quân địch ở khu vực biển phía nam đã bị đạn đạo Long Quốc phá hủy trong nháy mắt, trong lòng lập tức vô cùng vui mừng. Chẳng lẽ Lê Uy Long thật sự sẽ đến cứu cô ta? Lúc này, ở nhà họ Phan, tay lo cùng các tướng sĩ si ở dưới chướng nhìn thấy một vòng đạn đạo của Long Quốc tập kích, không có một viên đạn đạo nào rơi vào vị trí của chính mình, tất cả đều thở phào một hơi. Đạn đạo của Long Quốc, không hề có chút chính xác nào cả, cũng không biết bọn họ oanh tạc cái gì, không đủ để gây kinh sợ, mọi người không cần kinh hoàng. Tay lo khinh thường nói, mà đúng lúc này, một phó tướng cầm điện thoại đi tới, nói tướng quân, tướng lĩnh ở bờ biển gọi điện thoại khẩn đến. Trường 711 việc lớn không xong. Tay lo lập tức cầm điện thoại, nghe tôi là tay lo, có chuyện gì? Tướng quân, việc lớn không tốt, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh hoảng sợ của tên tướng sĩ của nước Cự Hùng. Có đại sự gì không xong, mau nói." Tay lo tức giận hỏi. "Chiến hạm của chúng ta bị đạn Đạo Long quốc tiêu diệt toàn bộ." Tướng lĩnh của nước Cự Hùng nói. Tướng lĩnh của nước Cự Hùng này cũng đóng quân ở bên cạnh bờ biển của thành phố Nam Quảng, vừa rồi mắt thấy quá trình đạn Đạo Long quốc phá hủy chiến hạm liên hợp đóng quân ở trên biển, đã bị dọa sợ tại chỗ sau khi sự hoảng sợ qua đi, lập tức liền gọi điện thoại báo cáo cho tay lo. Anh nói cái gì, nói lại lần nữa cho tôi, tay lo cho là mình nghe lầm, không tin đây là sự thật. Chiến hạm của chúng ta đóng quân ở khu vực biển phía nam đã bị đạn đạo Long Quốc tiêu diệt toàn bộ. Tên tướng lĩnh của nước cự hùng lại lặp lại một lần. Tay lo nghe vậy, lập tức giống như bị sét đánh, cả người đều ngây ngẩn. Chiến hạm của chúng ta, hệ thống phòng ngự cường đại như thế, tại sao lại bị đạn đạo Long Quốc phá hủy? Tay lo tức giận hồn hền mà hỏi thăm. Long Quốc sử dụng đạn đạo kiểu mới, loại đạn đạo này biến hóa đa dạng theo quỹ tích vận hành, chiến hạm của chúng ta không thể chặn đường, cho nên bị phá hủy. Chiến hạm liên hợp của chúng ta đã toàn quân bị diệt. Tương sĩ của nước cự hùng nói, chiến hạm của chúng ta có số lượng nhiều như vậy, coi như bị đạn đạo Long Quốc đánh chúng, cũng không có khả năng toàn quân bị diệt được. Tay lo nói. Long Quốc sử dụng đạn đạo có uy lực to lớn, tính hủy diệt mạnh. Bọn họ bắn ra ba viên đạn đạo chưa từng được biểu diễn, cho nên chiến hạm của chúng ta liền bị phá hủy trong nháy mắt. Tướng sĩ của nước cự hùng nói. Tay Lo nghe vậy, biểu cảm lập tức thay đổi. Qua một hồi lâu, ông ta mới tức giận nói, Long Quốc thế mà dám sử dụng đạn đạo có tính hủy diệt mạnh, trái với công ước thế giới, đây là muốn đối đầu với toàn bộ thế giới sao, tôi phải khiếu nại bọn họ. Tay Lo nói xong, liền thở phì phò cúp điện thoại. Ông ta biết, nhóm chiến hạm liên hợp của mình đã bị phá hủy, không có viện quân, mà mình lại một mình xông vào Long Quốc, tứ cố vô thân, một trận đánh thì chắc chắn sẽ thua không nghi ngờ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tố cáo Long Quốc với Liên minh Thiên Hạ để Liên minh Thiên Hạ cùng xuất binh, trừng phạt Long Quốc. Thế là, tay lo lập tức gọi điện thoại cho quốc vương nước cử hùng, để quốc vương tạo áp lực để Liên minh Thiên Hạ trừng phạt Long Quốc, lấy lại công đạo cho mình, đồng thời để liên minh thiên hạ xuất binh thảo phạt Long Quốc. Những tướng sĩ ở dưới trướng của Tay Lo biết được tất cả chiến hạm liên hợp ở khu vực biển phía nam đều đã bị đạn đạo Long Quốc phá hủy, tất cả đều thất kinh. Toàn bộ chiến hạm của chúng ta đã bị phá hủy, lần này phải làm sao bây giờ? Không ngoài sự liệu của tôi, Lệ Huy Long chắc chắn đã triển khai hành động, chuẩn bị bao vây tiêu diệt chúng ta. Một mình chúng ta xâm nhập vào thành phố Nam Quảng, đã không đường không lui, lần này chúng ta có thể bị đả kích nặng ở phía nam. Trông cậy vào liên minh thiên hạ, còn không bằng tranh thủ thời gian gọi quốc vương của chúng ta phái binh tới chi viện đi. Thế nhưng, coi như quốc vương CPS phái binh tới cứu, nước xa cũng cứu không được lửa gần. Các tướng sĩ của quân địch vội vàng nghị luận, thấp thỏm lo âu. Người nhà họ Phan biết được chiến hạm liên hợp của nước cự hùng và nước liệp ưng đã bị Long Quốc phá hủy, bọn họ so với những tướng sĩ của địch thì còn sợ hãi hơn. Bởi vì bọn họ đã là kẻ phản bội đất nước, là đồ bán nước, nếu như nước cự hùng và nước liệp ưng bại trận, chắc chắn bọn họ sẽ không có kết cục tốt. Đến cả những đặc công đứng đầu như Cao Hùng cũng không thể bình tĩnh được. Lúc này, tất cả mọi người đã lâm vào bên trong khủng hoảng, người người cảm thấy bất an, đã không có ai nhớ rằng bên trong gian phòng còn có một tổ trưởng Trương Minh Nguyệt của tổ đặc công xe đầu. Vừa rồi Trương Minh Nguyệt nghe được tiếng nổ truyền đến, liền biết bên phía Lê Uy Long đã dùng áp dụng đạn đạp, đồng thời triển khai hành động tiêu diệt thành phố nam quảng cô ta biết không nên ở lâu ở nơi đây đến thừa dịp kẻ địch bối rối mau chóng thoát thân mới được nếu không chờ khi những kẻ địch kia tỉnh táo lại cô ta sẽ gặp phải tai họa thế nhưng hiện tại tay chân của cô ta đã bị trói không thể động đậy không cách nào cởi dây trói cho chính mình được chỉ có dùng hai tay càng không ngừng ma sát dây thừng vào thành giường hy vọng có thể mài đứt dây thừng sau khi tay lo gọi điện thoại nói chuyện với quốc vương của nước cự hùng, nhìn thấy các tướng sĩ đều thấp thỏm lo âu, liền an ủi, mọi người không cần kinh hoàng, tôi đã báo cáo tình huống với quốc vương. Quốc vương biết được Long Quốc sử dụng đạn đạo có tính hủy diệt to lớn, cũng rất phẫn nộ. Ngài ấy sẽ lập tức khiếu nại với liên minh thiên hạ, thỉnh cầu liên minh thiên hạ cùng xuất binh, thảo phạt Long Quốc. Các tướng sĩ của quân địch nghe được tay lo nói như vậy, tất cả đều thở phào một hơi, bắt đầu vội vàng nghị luận. Tốt, chỉ cần liên minh thiên hạ xuất binh thảo phạt Long Quốc, chúng ta liền được cứu rồi. Long quốc xem ra đã là chó cùng dứt dậu, thế mà dám sử dụng vũ khí có tính hủy diệt mạnh, đây là đối địch với liên minh thiên hạ, đây là tăng nhanh tốc độ bọn họ diệt phong. Lệ uy Long chính là một con chó dại, bị ép điên, chuyện gì đều có thể làm ra được. Hậu quả là anh ta quá liều lĩnh, đã sử dụng vũ khí có tính hủy diệt mạnh. Lần này nhìn xem kết thúc của anh ta sẽ như thế nào. Long quốc bởi vì có hộ soái bảo vệ lỗ mãng như Lê Uy Long, khoảng cách diệt vong đã không xa. Hộ soái bảo vệ cái gì, tôi nhìn Lê Uy Long chính là hộ soái hại nước. Đang lúc các tướng sĩ của quân địch đang nghị luận ẩm ý, một tướng sĩ của quân địch vô cùng lo lắng chạy vào từ bên ngoài. Báo cáo, binh mã Long Quốc bắt đầu khởi xướng tổng tiến công, Lê Uy Long cũng chỉ huy một số lớn binh mã giết tới đây. Tên tướng sĩ của quân địch kia thở hào hển nói. Đám người nghe vậy, tất cả đều rất sợ hãi. Không ai có thể nghĩ đến, Lê Uy Long vậy mà tới nhanh như vậy. chương 712 sợ hãi. Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Tay lo hỏi. Hiện tại Phạm Cương và Lê Lương Quân đã chỉ hủy một bộ phận quân binh phản công, khi thế như trẻ tre, binh mã bên ta liên tục lùi lại. Đại quân của Lê Uy Long cũng sắp đến chiến trường, tên tướng sĩ của quân địch kia nói. Đại quân của Lê Uy Long còn chưa tới, Phạm Cương và Lê Lương Quân dẫn đầu khởi xướng tiến công, tại sao binh mã của chúng ta lại không thể chịu được, liên tục thất bại lùi lại. Tay lo tức giận chất phấn. Vừa rồi một vòng đạn đạo tập kích của Long Quốc kia đã khiến cho quân ta sinh ra khủng hoảng, làm rối loạn trận cước, quân địch thừa cơ khởi xướng tiến công, cho nên khó mà ngăn cản. Tên tướng sĩ của quân địch kia nói, các ngũ íp tranh thủ thời gian xuất chiến, tổ chức phản kháng. Chỉ cần thủ vững một trận, chờ liên minh thiên hạ xuất binh, Long Quốc liền xong đời. Tay lo tức giận hét lên với các tướng sĩ ở đây. Vâng, các tướng sĩ của quân địch đồng thanh nói, sau đó vội vàng chỉ huy bộ đội trực thuộc của mình, tiến ra chiến trường. Lúc này, ở nhà họ Trần, Ano cũng gọi điện thoại cho quốc phương của nước Liệp ưng, báo cáo chuyện Long Quốc sử dụng đạn đạo có tính hủy diệt mạnh, phá hủy chiến hạm liên hợp ở khu vực biển phía nam. Khi quốc phương của nước Liệp ưng biết được tin tức, cũng vô cùng kinh ngạc, cũng cực kỳ tức giận, biểu thị sẽ ngay lập tức khiếu nại với Liên minh Thiên Hạ xin, thỉnh cầu Liên minh Thiên Hạ xuất binh, cùng thảo phạt Long Quốc. Ano nghĩ đến Liên minh Thiên Hạ chắc chắn sẽ xuất binh thảo phạt Long Quốc, rốt cục thở dài một hơi. Mọi người không cần kinh hoàng, tôi đã báo cáo tình huống với quốc phương, quốc vương đối với chuyện Long Quốc không để ý đến công ước của Liên minh Thiên Hạ, tự tiện sử dụng vũ khi có tính hủy diệt mạnh rất phẫn nộ, ngay lập tức sẽ thỉnh cầu Liên minh Thiên Hạ, thỉnh cầu Liên minh Thiên Hạ xuất binh, cùng thảo phạt Long Quốc. Ano nói với các tướng lĩnh. Các tướng sĩ của quân địch nghe được Ano nói như vậy, tất cả đều thở phào một hơi. Chỉ cần liên minh thiên hạ chịu xuất binh, cùng chúng ta thảo phạt Long quốc, Long quốc chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Long quốc đã làm trái với công ước thiên hạ, liên minh thiên hạ chắc chắn sẽ xuất binh thảo phạt. Lệ Uy Long sử dụng đạn đạo uy lực to lớn, mặc dù phá hủy chiến hạm của chúng ta, nhưng lại đưa tới liên minh thiên hạ, anh ta làm như vậy nhưng thật ra là chơi với lửa có ngày chết cháy, tự chịu diệt phong. Không sai, Lệ Uy Long đã hết biện pháp, chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Long quốc dù lớn, nhưng làm sao có thể đối đầu được với liên minh thiên hạ chứ? Đây chính là tiết tấu muốn chết, ngày tận thế của Long quốc đã sắp đến. Các tướng sĩ của quân địch nhao nhao nghị luận, đều cảm thấy hành động lần này của Long quốc trình là tự tìm diệt phong. Người nhà họ Trần, nghe được Ano và các tướng sĩ nói chuyện, cũng đều thở phào một hơi, cảm thấy binh mã của Ano cùng tay lo sẽ không bị tiêu diệt, ngược lại là Long Quốc sẽ bị tiêu diệt. Lệ Uy Long lần này chơi lớn rồi, ai cũng cứu không được anh, ai cứu không được Long Quốc, ha ha. Trần An Khang cười to nói. Đúng vậy, may mắn chúng ta sớm gia nhập với tướng quân Ano, gai nhập nước liệp ưng, nếu không sẽ phải đi theo Long Quốc, cùng bị tiêu diệt. Ông cụ nhà họ Trần nói. Ông cụ nhà họ Trần, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt gia nhập với chúng ta là lựa chọn sáng suốt nhất của nhà họ Trần các ông. Ano nói, mặc dù chiến hạm liên hợp của bọn họ và nước cự hùng đã bị phá hủy, nhưng lại đổi lấy cái đùi vàng siêu cấp của liên minh thiên hạ, cho nên ông ta cảm thấy chiến hạm bị hủy cũng đáng giá, cũng không có quá nhiều thương tâm. Có hậu thuẫn kiên cường như liên minh thiên hạ, so với cái kia chiến hạm còn mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, xem xét ở việc nhà họ Trần chúng tôi trung thành với tướng quân như vậy, còn xin tướng quân ngày sau dìu rát nhà họ Trần chúng tôi nhiều hơn. Ông cụ nhà họ Trần vội nói. Yên tâm đi, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chờ sau khi tiêu diệt Long Quốc, nhà họ Trần các ông chính là gia tộc hàng đầu ở trên vùng đất này. Nước liệp ưng chúng tôi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi người đã giúp đỡ chúng tôi. Ano nói. Lúc này, một hiên tướng sĩ của quân địch vội vàng chạy vào, vừa chạy, vừa lo lắng nói, báo cáo tướng quân, Phạm Cương và Lê Lương Quân đã chỉ huy bộ đội trực thuộc phát động công kích mãnh liệt với binh mã của chúng ta. Binh mã của Phạm Cương và Lê Lương Quân không đủ để gây sợ hãi, vội cái gì?" An-nô lại là bình tĩnh nói. "Không phải, bên trong binh mã của Phạm Cương cùng Lê Lương Quân còn có binh mã của sư đoàn dũng sĩ, cả đám đều giống như là mãnh hổ xuống núi, một đường đánh đến, binh lính của chúng ta đã liên tục thất bại lùi lại." Tên tướng sĩ của quân địch kia nói. "Tại sao có thể như vậy?" coi như binh mã của Phạm Cương cùng Lê Lương Quân có mạnh hơn thì binh mã của chúng ta cũng đâu có yếu, tại sao lại đột nhiên trở nên giống với con mèo bệnh, không chịu nổi một kích như vậy." Ano bắt đầu có chút luống cuống. Chương 713 rối loạn. Là bởi vì vừa rồi một vòng đạn đạo tập kích kia khiến cho binh mã của chúng ta đã làm rối loạn trận tuyến, tạo thành khủng hoảng, các tướng sĩ đều không có tâm trạng để ứng chiến." Tên tướng sĩ của quân địch kia nói, nhanh chóng tổ chức phòng ngự ổn định trận cước nghinh địch. Chỉ cần thủ vững, chờ liên minh thiên hạ xuất binh, chúng ta liền chuyển bại thành thắng. Tay lo giận dữ hết. Đại bộ phận binh mã của ông ta ở thành phố quốc hòa vừa rồi đã bị đạn đạo của Long Quốc nổ tan tành, hiện tại đã không còn binh lính có thể phái ra ngoài được nữa, chỉ có thể để binh mã phía trước đối kháng cùng binh mã trực thuộc của Phạm Cương cùng Lê Lương Quân. Mặc dù bên cạnh ông ta còn có một số binh mã, nhưng ông ta cũng không dám phái ra ngoài vạn nhất Long Quốc phái ra một đoàn kỵ binh đến đánh lén, bên người không có một chút binh mã, vậy ông ta sao có thể bảo vệ chính mình? Lại nói, lúc trước ông ta để cho người ta đánh đập Chu Lệ Ngọc, đồng thời quay video khiêu khích Lệ Uy Long, chính là muốn dẫn Lê Uy Long đến đây. Hiện tại, ông ta ngược lại sợ hãi Lê Uy Long thật sự sẽ chỉ huy binh mã đến đây. Vâng, mấy tên tướng sĩ của quân địch vội vàng trả lời, lao ra chiến trường, tổ chức binh mã nghênh chiến. Lúc này, lại có một tướng lĩnh vội vàng hấp tấp chạy vào. Tướng quân, việc lớn không tốt, tên tướng sĩ của quân địch kia vừa chạy đến, vừa hoảng hốt nói. Lại có chuyện gì, Ano hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Lệ Uy Long tự mình dẫn mười mấy vạn binh lính tinh nhuệ, giết tới đây. Tên tướng sĩ của quân địch kia nói. Cái gì, Lệ Uy Long thế mà xuất lĩnh mười mấy vạn binh mã giết tới. Anh ta lấy ở đâu ra mười mấy vạn binh mã. Ano lập tức vô cùng sợ hãi. Sư đoàn dũng sĩ của Lệ Uy Long còn có 3 vạn, lại thêm 10 vạn được điều tới từ chiến vực phương Nam, hơn nữa còn có mấy ngàn nữ binh, cộng lại liền có hơn 13 vạn. Tên tướng sĩ của quân địch kia nói, nhanh chóng chuẩn bị cẩn thận, nghênh chiến tiêu Uy Long. Nhất định phải ngăn cản tiêu Uy Long, không thể để cho anh ta giết tới đây nhanh như vậy. Chỉ chờ tới lúc Liên minh thiên hạ tuyên bố xuất binh thảo phạt Long Quốc, chúng ta liền được cứu rồi. Ano có chút hốt hoảng nói. Vâng, các tướng sĩ ở bên người đồng thanh nói, sau đó tất cả đều ra ngoài bố trí phòng ngự ở xung quanh, chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì một vòng đạn đạo tập kích vừa rồi, xung quanh một cây số của nhà họ Trần cũng không có lọt vào tập kích, cho nên Ano còn có chừng hai vạn binh lực ở phụ cận. Lúc này, Lệ Uy Long đã chỉ huy sư đoàn dũng sĩ cùng từ 10 vạn tinh binh được phái đến từ chiến vực phương Nam, cùng 3.000 nữ binh của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đang trên đường lao tới chiến trường. Hộ soái, chúng ta vận dụng đạn đạo thần long, liên minh thiên hạ có thể xuất binh thảo phạt chúng ta hay không? Hà Ngọc Vinh có chút bận tâm hỏi. Trước đó cô ta cũng không biết Lê Uy Long hạ lệnh vận dụng đạn đạo thần long, vừa rồi biết được Lê Uy Long đã để chiến vực phía Nam dùng đạn đạo thần long mới nghiên cứu ra để phá hủy chiến hạm liên hợp của quân địch đóng quân ở khu vực biển phía Nam. Sẽ không, tôi đã nói trước với quốc vương Long Quốc, quốc vương Long Quốc biết ứng đối như thế nào. Lê Uy Long đã tính trước nói, quốc vương Long Quốc sẽ đối phó như thế nào? Hà Ngọc Vinh tò mò hỏi, chờ một chút cô sẽ biết, đối ngoại, có quốc vương Long Quốc đến ứng phó, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt địch là được rồi. Lê Uy Long nói, vâng, Hà Ngọc Vinh cũng không nghĩ hỏi nhiều. Kẻ địch đã không có viện quân, Đêm nay chúng ta liền cùng chiến đấu một trận chiến sinh tử cùng hai vị quân địch là Ano, đánh ra uy lực của nước Đại Long chúng ta." Lê Uy Long nói. "Nếu như chúng ta có thể đánh bại Ano danh xưng là chiến thần bất bại cùng tay lo có danh xưng chiến thần vô địch, nước Đại Long chúng ta nhất định sẽ uy chấn thiên hạ, để các đất nước khác ở thiên hạ phải khiếp đảm, cũng không dám lại xâm phạm vào nước Đại Long chúng ta nữa." Hà Ngọc Vinh nói. "Một trận chiến này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để phòng đêm dài lắm mộng." chỉ có thể mau chóng tiêu diệt Ano cùng tay lo, chấn nhiếp liên minh thiên hạ, bọn họ mới không dám xuất binh. Lệ Uy Long nói. Thời điểm sắp đến nhà họ Trần, Lệ Uy Long dựa theo phương án tác chiến sớm đã định ra, để 10 vạn tinh binh chia ra ba đường, một đường tiến công quân địch ở bên bờ Duyên Hải, cắt đứt đường lui của bọn họ, một đường tiến công vào binh mã trực thuộc của tay lo, một đường tiến công vào binh mã trực thuộc của Ano. Ba vạn binh lính của sư đoàn dũng tướng, thì là từ đó tiến công, cắt đứt liên hệ ở giữa Ano và Tay Lo, cắt ngang bọn họ thành hai nửa, phòng ngừa bọn họ tiếp viện cho nhau. Mà Lê Huy Long thì là xuất lĩnh chiến đội Phượng Hoàng, ở bên ngoài nhà họ Trần, chờ đợi chiến cơ, chờ Ano đại loạn, lại tùy thời xông đi vào cứu Chu Lệ Ngọc, đồng thời áp dụng hành động chém giết, quyết chiến sống chết với Ano. chương 714 cứu người Ba vạn tinh binh dẫn đầu phát động tiến công vào quân địch Ano ở xung quanh nhà họ Trần. Rầm dầm rầm. Đoàng đoàng đoàng, tiếng pháo cùng tiếng súng vang lên ở xung quanh nhà họ Trần. Hai vạn quân địch Hano còn sót lại nhìn thấy đại quân Long Quốc đột kích, sau một lúc kinh hoàng, lập tức ứng chiến. Lúc này, ở trong phòng nhà họ Trần, người nhà họ Trần nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng súng kịch liệt, cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Bởi vì bọn họ đều biết Hano chỉ còn lại hai vạn binh mã, là binh mã ở một cây số xung quanh, còn nhóm chiến hạm ở trên biển đều đã bị đạn đạo Long Quốc phá hủy. Ano tướng quân, hiện tại binh mã của Lê Uy Long đã giết tới, làm sao bây giờ? Ông cụ nhà họ Trần lo lắng nói với Ano. Vội cái gì, tôi còn có hai vạn binh mã, Lê Uy Long cũng không thể nhanh như vậy đã đánh vào bên trong được. Đợi chút nữa bên phía liên minh thiên hạ sẽ cho tạo áp lực cho Long Quốc, để bọn họ ngưng chiến. Ano nói, để an toàn, chúng ta vẫn thả cô em vợ Chu Lệ Ngọc và em vợ của anh ta là Chu Phi Dương của Lê Uy Long ra trước đã. Lúc này Trần An Khang cũng rất luống cuống. Sớm biết sẽ là kết quả như vậy, vừa rồi anh ta sẽ không đánh Chu Lệ Ngọc ác như vậy. Nếu như anh ta đối xử tốt với Chu Lệ Ngọc, nói không chừng Chu Lệ Ngọc sẽ còn cầu tình cho anh ta. Anh cho rằng hiện tại thả Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương ra, còn có thể cứu vãn được sao? Anh đừng si tâm vọng tưởng, hiện tại chỉ có ngăn cản Lê Uy Long binh mã, chờ đợi tin tức bên phía Liên Minh Thiên Hạ mà thôi." Ano nói. Lúc này chuyện Long Quốc sử dụng đạn đạo có uy lực to lớn phá hủy chiến hạm liên hợp của nước Liệp ưng cùng nước Cự Hùng, đã truyền ra tạo nên oanh động cực lớn ở trên thế giới. Ở chỗ của Liên minh Thiên Hạ đã cô cùng huyên náo. Ngay sau đó, quốc vương của nước Liệp ưng và nước Cự Hùng đều khiếu nại với Liên minh Thiên Hạ về việc Long Quốc không để ý đến công ước Thiên Hạ, tự tiện sử dụng đạn đạo có tính hủy diệt to lớn, yêu cầu Liên minh Thiên Hạ chủ trì công đạo, xuất binh cùng thảo phạt Long Quốc. Người ở Liên minh Thiên Hạ bắt đầu lôi chuyện Long Quốc sử dụng đạn đạo có tính hủy diệt mạnh ra, tiến hành thảo luận kịch liệt. Long Quốc không để ý đến công ước Thiên Hạ, tự tiện sử dụng đạn đạo có tính hủy diệt mạnh, đây là xem thường thế giới, vô pháp vô thiên, chúng ta nên xuất binh thảo phạt, giết một người gian trăm người, gian đe. Không sai, Long Quốc đã làm trái với Thiên Hạ công ước, công khai sử dụng đạn đạo có tính hủy diệt mạnh như vậy, đây là đối đầu với toàn bộ thế giới, nhất định phải chu diệt bọn họ nếu như không tiêu diệt Long Quốc Diệt, sẽ uy hiếp đến hòa bình thế giới. Nếu như không tiêu diệt bọn họ, sẽ khó mà khiến các nước khắc phục, về sau còn sẽ có rất nhiều quốc gia bắt trước, sử dụng vũ khí có tính hủy diệt mạnh, kể từ đó thiên hạ chẳng phải là lộn xộn sao. Loại quốc gia gây nguy hại cho thiên hạ như Long Quốc này, càng diệt sớm càng tốt. Chỉ cần chúng ta liên minh thiên hạ cùng xuất binh thảo phạt Long Quốc, không đến một tháng, thì có thể tiêu diệt Long Quốc. Vì giữ gìn thế nước hòa bình, nhất định phải tiêu diệt loại quốc gia có vũ khí mang tính hủy diệt như Long Quốc này, nếu không, cả thế giới trong lúc nào đó sẽ bị bọn họ hủy diệt mất. Người của Liên minh thiên hạ đều nghiêng về một bên muốn xuất binh thảo phạt Long Quốc. Thủ lĩnh của Liên minh thiên hạ nhìn thấy các đại biểu của các quốc gia đều nhao nhao tỏ thái độ muốn xuất binh tiêu diệt Long Quốc, cũng muốn thuận theo ý kiến của các đại biểu, xuất binh thảo phạt Long Quốc. Mà lúc này, bên phía Long Quốc lại đột nhiên phát ra thông báo với thế giới, thông báo đã nói, Long Quốc đã thí nghiệm thành công đạn đạo thần Long mới nghiên cứu được ở khu vực biển phía nam Long Quốc. Nhìn thấy phần thông báo này, người của Liên minh Thiên Hạ đều cảm thấy mơ hồ. Thủ lĩnh của Liên minh Thiên Hạ không dám tùy tiện hành động, quyết định gọi điện thoại cho quốc vương Long Quốc để hỏi về tình huống một chút, rồi lại đưa ra quyết định. Sau khi điện thoại kết nối, thủ lĩnh của Liên minh Thiên Hạ vừa mở miệng liền chất vấn quốc vương Long Quốc, Long Quốc, lúc các người khai chiến với nước Liệp ưng, nước Cự Hùng, nước Sư Quốc nước lang quốc, nước dẫn giao, đã hẹn, không sử dụng vũ khí có uy lực to lớn, tính hủy diệt mạnh, tại sao anh lại công khai làm trái với công ước của liên minh thiên hạ, tự tiện sử dụng đạn đạo thần long. Đầu bên kia điện thoại, rất nhanh đã truyền đến giọng nói vô tội của quốc vương long quốc rất, thủ lĩnh, chúng tôi chỉ là thử nghiệm đạn đạo thần long mà chúng tôi mới nghiên cứu ở trên khu vực biển của chúng tôi mà thôi, thì đã làm sai điều gì. Thủ lĩnh của Liên minh thiên hạ nghe được quốc vương Long Quốc nói như vậy, Lập tức vô cùng tức giận, anh biết rõ khu vực biển phía nam có chiến hạm của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng đóng quân, tại sao hết lần này tới lần khác lựa chọn thí nghiệm ở khu vực biển phía nam? "Ồ, khu vực biển phía nam của Long quốc chúng tôi, vậy mà lại có chiến hạm của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng. Tôi không biết mà, nếu như tôi biết, nhất định tôi sẽ lựa chọn thí nghiệm ở địa phương khác." Quốc Vương Long quốc bắt đầu giả ngu. Thủ lĩnh nghe được Quốc Vương Long quốc nói như vậy, đều sắp tức giận muốn nổ tung anh thân là quốc vương của long quốc tại sao anh lại không biết anh đang lừa gạt ai vậy tôi thấy anh chính là cố ý muốn làm như vậy được thôi coi như tôi biết thì khu vực biển phía nam là kia cũng là khu vực biển của long quốc chúng tôi tôi không để cho bọn họ đóng binh ở trong khu vực biển của tôi bọn họ xâm lấn khu vực biển phía nam của tôi đây là bọn họ gieo gió gạt báo có thể trách ai đâu tôi thí nghiệm vũ khí kiểu mới ở trong khu vực biển của tôi mà không phải là ở trên lãnh thổ của bọn họ, tôi đâu sai. Quốc phương của Long quốc bắt đầu trở nên ngang ngược. Anh, anh, thủ lĩnh của Liên minh Thiên hạ chán nản, đều sắp bị chọc tức đến mức nói không ra lời. Chương 715 xem hổ đánh nhau. Sau khi thủ lĩnh ít một hơi, còn nói thêm, quốc phương Long quốc, anh cố tình gây sự như vậy, không để ý đến công ước Thiên hạ, công khai sử dụng đạn đạo thần Long có uy lực to lớn chẳng lẽ không sợ liên minh thiên hạ chúng tôi cùng xuất binh thảo phạt long quốc của các anh sao tôi cố tình gây sự nước liệp ưng nước cự hùng nước sư quốc nước lang quốc nước dẫn giao năm nước liên hợp lại xâm lược nước đại long của tôi liên minh thiên hạ các người khoanh tay đứng nhìn xem hổ đấu nhau không đi khống chế bọn họ hiện tại mắt thấy chúng tôi sắp đánh bại kẻ xâm lược liên minh thiên hạ các người lại nhảy ra khoa chân múa tay nói này nói kia tôi không biết liên minh thiên hạ các người tồn tại là có ý nghĩa gì quốc phương long quốc nói anh anh quá làm càn lại dám chửi liên minh thiên hạ chúng tôi xem thường liên minh thiên hạ chúng tôi sao tôi nhất định sẽ cho anh biết liên minh thiên hạ chúng tôi lợi hại như thế nào thủ lĩnh tức giận nói nước đại long chúng tôi có hộ soái bảo vệ lê uy long ở đây tôi chưa từng có sợ ai cả quốc phương long quốc rất tự tin nói anh không nên đưa lê uy long lên mức quá thần thánh một mình tiêu uy long không đáng lo lắng Chẳng lẽ anh ta còn có thể lấy một chút sức lực đối kháng cùng với liên minh thiên hạ chúng tôi sao?" Thủ lĩnh có chút khinh thường nói. "Nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, nước Sư Quốc, nước Lang Quốc, nước Dẫn Giao, năm nước liên hợp lại xâm lược nước Đại Long, mà hộ soái bảo vệ Lê Uy Long của tôi Nam Trinh Bắc chiến, chỉ dùng thời gian mấy ngày liền đánh lùi quân chỉnh ở biên giới phía bắc, hiện tại đang chiến đấu ở biên giới phía nam, cũng chỉ dùng thời gian mấy ngày liền để nước Liệp Ưng cùng nước Cự Hùng lâm vào tuyệt cảnh." phía tây và phía đông lê hộ soái còn không cần đích thân xuất trinh chỉ cần bày mưu nghĩ kế liền đánh bại nước lang quốc cùng nước dẫn giao tôi có chiến thần như vậy ở đây xin hỏi các người có sợ hay không quốc vương long quốc rất tự hào nói thủ lĩnh nghe bắt đầu đổ mồ hôi lạnh bởi vì quốc vương long quốc nói là sự thật long quốc ở tình huống bị quân địch bao vây bốn phía thế mà bị lê uy long nhanh như vậy đã có thể giải quyết nguy cơ liên quân của ngũ quốc tiến đánh long quốc Long Quốc cũng chỉ có nửa toàn thành của thành phố Quốc Hòa là chịu ảnh hưởng mà thôi. Hơn nữa nước liệp ưng cùng nước cự hùng chỉ chiếm lĩnh thành phố Quốc Hòa một ngày một đêm, hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh. Long Quốc có chiến thần như Lê Uy Long, không thể không cẩn thận được. Nhưng, thủ lĩnh cũng không muốn cứ như vậy đã chịu thua về mặt khí thế, còn nói thêm, Lệ Uy Long mặc dù có chút lợi hại, nhưng liên minh thiên hạ của chúng tôi cũng không phải ăn chay. Liên minh thiên hạ chúng tôi cùng xuất binh thảo phạt Long Quốc cả anh, một người phun một ngụm nước bọt đều có thể dìm ngập long quốc của anh nước đại long nhân tài đông đúc mãnh tướng như mây nhân tài giống như lê uy long tôi còn có rất nhiều quốc phương long quốc nói tỷ như đâu ngoại trừ lê uy long ra anh còn có ai thủ lĩnh hỏi tôi còn có bốn vị hộ soái bảo vệ mỗi một vị hộ soái bảo vệ đều có thể một mình đảm đương một phía quốc phương long quốc nói điều này thì có vẻ như anh đã thổi phồng quá mức rồi ngoại trừ Lê Uy Long ra, bốn vị hộ soái còn lại của anh nếu có thể một mình đảm đương một phía, làm sao lại để Lê Uy Long Nam Trinh Bắc chiến? Thủ lĩnh cười nhạo nói, quốc vương Long Quốc xấu hổ một chút, sau đó nói, chỉ là chúng tôi không muốn kéo dài quá lâu. Chuyện mà chiến hạm của nước liệp ưng cùng nước cự hùng bị phá hủy, thì thực sự là gieo gió gặt bão, không phải do Long Quốc chúng tôi. Chuyện này, mặc dù các anh thí nghiệm đạn đạo kiểu mới là chuyện không đáng trách, nhưng các anh biết rõ khu vực biển phía nam có chiến hạm của nước liệp ưng và nước cự hùng, lại vẫn cứ muốn dùng đạn đạo có tính hủy diệt mạnh như thế để phá hủy bọn họ, có chút độc ác. Đây quả thực là chuyện cực kỳ bi thảm, quá không nhân đạo. Thủ lĩnh nói, thời điểm nước liệp ưng cùng nước cự hùng bước vào thành phố quốc hòa của chúng tôi, đồ sát bách tính nước Đại Long, cưỡng hiếp phụ nữ nước Đại Long, những hành vi tác oai tác quái của bọn họ, khiến người người giận sôi đó mới gọi là cực kỳ bi thảm, cực kỳ tàn ác, liên minh thiên hạ các người, tại sao lại không nhúng tay vào? Hiện tại chúng tôi vì giảm bớt thương vong của quân đội chúng tôi, dùng đạn đạo thần long tiêu diệt những tên độc ác này ở trên biển, các người liền nhảy ra chỉ trích, chẳng lẽ đây chính là chức trách của liên minh thiên hạ mấy người? Quốc vương long quốc chất vấn. Thủ lĩnh bị hỏi đến Á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào. Sau khi suy nghĩ một chút, thủ lĩnh mới còn nói thêm, liên minh thiên hạ chúng tôi có trách nhiệm giữ gìn hòa bình thiên hạ, ai uy hiếp được sự yên bình ổn định của thiên hạ thì chính là đối đầu với chúng tôi bất kể nói thế nào lòng quốc các người lần này công khai sử dụng đạn đạo thần long có uy lực to lớn đã là xúc phạm đến danh giới cuối cùng chúng tôi cũng đối đầu với liên minh thiên hạ thủ lĩnh nói quốc vương long quốc nghe được thủ lĩnh nói như vậy cũng liền càng thêm không khách khí nước liệp ưng nước cự hùng nước sư quốc nước lang quốc nước dẫn giao liên minh quốc tế xâm lược nước đại long thời điểm phát động chiến tranh xâm lược, tại sao không thấy các người nhảy ra giữ gìn hòa bình? Nếu như các người muốn kiếm cớ khai chiến cùng nước Đại Long, vậy thì cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Thủ lĩnh nghe vậy, cũng rất tức giận, chẳng lẽ Long Quốc thật sự muốn trở thành kẻ địch của Liên minh Thiên Hạ? Không phải là Long Quốc muốn trở thành địch của Liên minh Thiên Hạ, mà Liên minh Thiên Hạ các người muốn là đối địch với Long Quốc. Quốc phương Long Quốc nói, nếu như Liên minh Thiên Hạ chúng ôi xuất binh, không đến một tháng là có thể tiêu diệt Long Quốc. Thủ lĩnh nói, đúng rồi, tôi quên nói với ông, loại vũ khí siêu cấp cùng lại với đạn đạo thần Long này, Long Quốc còn có rất nhiều, còn chưa chính thức thí nghiệm. Nếu như các người dám đến, vừa vặn tôi cũng muốn thử xem uy lực của những vũ khí kiểu mới của chúng ta kia như thế nào. Quốc phương Long Quốc lạnh nhạt nói, thủ lĩnh nghe vậy, lập tức mồ hôi đầm đìa. Chương 716 quốc máy. Không đợi thủ lĩnh đáp lại, quốc vương Long Quốc liền bộc một tiếng, cúp điện thoại. Bởi vì anh ta cảm thấy mình muốn nói, đều đã nói xong, còn lại để thủ lĩnh tự mình suy nghĩ là được. Thủ lĩnh nghe được bên kia điện thoại truyền đến bộc một tiếng vang, mới hồi phục lại tinh thần. Ông ta đường đường là thủ lĩnh của Liên minh Thiên Hạ, thế mà bị quốc vương Long Quốc cúp điện thoại, trong lòng thủ lĩnh vô cùng tức giận, nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài. Nhìn thấy các thành viên của Liên minh Thiên Hạ đang ngồi đều nhìn ông ta, ông ta không muốn để cho bọn họ biết mình bị quốc vương Long Quốc cúp điện thoại, giả vờ nói với điện thoại, anh có cầu xin tôi cũng không có tác dụng, hiện tại tôi sẽ thương lượng với các thành viên của Liên minh Thiên Hạ một chút, rồi quyết định có thảo phạt anh hay không. Nói xong, thủ lĩnh cũng bộc một tiếng, cúp điện thoại, dáng vẻ rất có phong phạm. Câu nói cuối cùng kia của ông ta, quốc vương Long Quốc thật ra cũng không nghe được. Ông ta cũng chỉ đang giả vờ cho các thành viên của Liên minh thiên hạ đang ngồi ở đây nhìn mà thôi nếu để cho thành viên của Liên minh Thiên Hạ biết ông ta bị quốc vương Long Quốc cúp điện thoại trước, sẽ làm cho thân phận thủ lĩnh của ông ta bị thấp đi, sẽ khiến ông ta rất mất mặt. Chư vị, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại với quốc vương Long Quốc. Quốc vương Long Quốc nói, anh ta đang thí nghiệm đạn đạo kiểu mới ở khu vực biển của Long Quốc, cũng không bắn đạn đạo đến nước khác, không tính là trái với công ước thiên hạ. Đối với điều này, mọi người thấy thế nào? Thủ lĩnh bắt đầu trưng cầu ý kiến của mọi người một lần nữa. Mặc dù Long Quốc thí nghiệm đạn đạo ở khu vực biển của mình, nhưng bọn họ biết rõ khu vực biển phía Nam có chiến hạm của nước liệp ưng cùng nước cự hùng đóng quân, lại vẫn cứ thí nghiệm ở khu vực biển phía Nam, bọn họ rõ ràng chính là cố ý. Một thành viên của Liên minh Thiên Hạ nói, không sai, bọn họ chính là lấy lý do thí nghiệm đạn đạo kiểu mới để ngụy trang, đi phá hủy chiến hạm liên hợp của nước liệp ưng cùng Nuwux cự hùng. Trắng trận sử dụng vũ khí mạnh có tính hủy diệt tính như thế, Long Quốc chưa trừ diệt sẽ trở thành họa lớn cho thiên hạ lại một thành viên của liên minh thiên hạ nói xuất binh thảo phạt đi liên minh thiên hạ chúng ta có chức trách chính là giữ gìn hòa bình cùng ổn định cho thiên hạ tuyệt đối không cho phép long quốc công khai sử dụng vũ khí mạnh mang tính hủy diệt như thế này nếu không làm sao có thể khiến cho các nước khác chịu phụ về sau còn sẽ có rất nhiều quốc gia bắt trước một thành viên khác của liên minh thiên hạ lại nói thế nhưng long quốc có chiến thần như lê uy long đê Chúng ta xuất binh thảo phạt, có thể sẽ chịu tổn thất lớn ở Long quốc hay không?" Thủ lĩnh có chút bận tâm nói. "Một mình Tiêu Uy Long, chẳng lẽ có thể đối đầu với toàn bộ thiên hạ? Có thể ngăn cản được đại quân của liên minh thiên hạ chúng ta?" Lệ Uy Long mặc dù lợi hại, nhưng là chúng ta cùng xuất binh thảo phạt, anh ta nhất định không thể phân thân được, được cái này mất cái khác. Lệ Uy Long dù có ba đầu sáu tay, cũng vô pháp ngăn cản được các đại quân của chúng ta." các thành viên của Liên minh Thiên Hạ nhao nhao nói. Thế nhưng, quốc vương Long Quốc nói, anh ta còn có rất nhiều vũ khí kiểu mới cùng loại với đạn đạo thần Long còn chưa công bố ra ngoài, nếu như chúng ta dám xuất binh thảo phạt, anh ta sẽ dùng phương thức giống nhau thí nghiệm vũ khí mới của anh ta, thủ lĩnh nói. Các thành viên của Liên minh Thiên Hạ nghe vậy, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Những năm gần đây Long Quốc có tốc độ phát triển rất nhanh, quốc lực cường thịnh, tôi cảm thấy chúng ta tùy tiện xuất binh, sẽ không đủ để đồn bù tổn thất, vẫn là nên thận trọng thì hơn. Không sai, Long quốc đã như cự long bay lên, dân giàu nước mạnh, không thể khinh thường, chúng ta không thể tùy tiện xuất binh. Một vài thành viên của Liên minh Thiên Hạ bắt đầu phản đối chuyện xuất binh. Nhưng mà, cũng có một vài thành viên của Liên minh Thiên Hạ ủng hộ xuất binh. Long quốc có vũ khí bí mật uy lực to lớn, chẳng lẽ chúng ta không có sao? Các người không thể bởi vì Long quốc có vũ khí bí mật liền sợ chiến đấu. Không sai, cũng là bởi vì Long quốc có quá nhiều vũ khí bí mật, chúng ta càng nên tiêu diệt bọn họ sớm. Nếu không, uy hiếp của bọn họ đối với thiên hạ sẽ càng lớn. Người của liên minh thiên hạ chính là đang tiến hành thảo luận kịch liệt về chuyện có nên xuất chiến hay không. Lúc này, thủ lĩnh nói, cánh chim của Long quốc đã mở ra, có được quá nhiều vũ khí bí mật, nếu như chúng ta tùy tiện xuất binh thảo phạt, tất nhiên sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới. Cho nên, chúng ta nhất định phải khắc chế, nếu không liền sẽ dẫn đến chuyện thiên hạ đại loạn. Thủ lĩnh nói có lý, à bây giờ chúng ta vẫn nên ở núi xem hổ đấu, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, rồi quyết định có xuất binh hay không. Đúng vậy, chúng ta hẳn là xem tình thế thực tế trước rồi nói sau, không cần vội vã xuất binh. Nếu như nước liệp ưng cùng nước cử hùng có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân hóa giải những nguy cơ này, chúng ta liền xuất binh. Nếu như Lê Uy Long có thể đánh bại Ano cùng tay lo, nói rõ Long Quốc không dễ chọc, chúng ta không thể xuất binh chiêu chọc bọn họ, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Tốt, vậy chúng ta trước hết không nên hành động, nhìn xem thế cục rồi lại nói, thủ lĩnh bắt đầu quyết định. Lúc này, ở nhà họ Trần, một tên tướng sĩ của địch người đầy bụi đất vội vàng hấp tấp chạy vào, báo cáo. Tướng quân, hỏa lực của quân địch quá mạnh, chúng ta sắp không ngăn cản được. Ano nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên khẩn trương. Sau đó, ông ta tự mình gọi điện thoại cho tay lo, muốn thỉnh cầu tay lo chi viện. Bởi vì, tay lo ở phụ cận, chỉ có mời tay lo xuất binh mới có thể giải quyết sự tình khẩn cấp này. Về phần liên minh thiên hạ phía quốc phương của nước Liệp ưng, đã xa ngoài tầm tay với, nước xa không cứu được lửa gần. Sau khi điện thoại kết nối, Ano liền nói với tay lo, tướng quân tay lo, chúng tôi gặp phải gặp công kích mãnh liệt của quân địch Long Quốc, Sắp không chống đỡ nổi, xin phái binh chi viện cho tôi. Chương 717 đều bị công kích. Bên này của tôi cũng bị quân Địch Long quốc công kích mãnh liệt, không có cách nào điều binh lực chi viện cho bên phía các ông được." Tay Lo nói. "Bên phía các ông có bao nhiêu quân Địch Long quốc công kích?" Ano hỏi. "Khoảng chừng có 3 vạn quân Địch Long quốc phát động công kích về phía tôi." Tay Lo nói. "Không phải ông có 10 vạn binh lực ở bên cạnh sao?" Đối phương mới có 3 vạn binh mã? thì có gì đáng sợ. Bên phía tôi đã tràn đầy nguy hiểm. Ano nói, không phải bên phía ông cũng có 10 vạn binh lực ở bên người sao? Tại sao nhanh như vậy đã tràn đầy nguy hiểm? Tay lo cũng kinh ngạc hỏi. Ông ta cảm thấy Ano là chiến thần bất bại của nước liệp ưng, không nên nhanh như vậy đã lâm vào tuyệt cảnh được. Bởi vì vừa rồi đạn đạo Long Quốc đã có đả kích tinh thần với binh mã của tôi, hơn một nửa binh mã mà tôi bố trí ở xung quanh nhà họ Trần đã bị nổ chết, hiện tại chỉ còn lại hai vạn binh lực ở bên cạnh tôi. Ano nói, cái gì, vừa rồi một vòng đạn đạo kia của Long Quốc tập kích, lại thành đả kích tinh thần đối với binh mã của ông sao? Tay lo lại kinh ngạc hỏi. Trước đó, ông ta nhìn thấy đạn đạo Long Quốc bay đầy trời, mà binh mã của mình cũng không bị nổ, còn tưởng rằng đạn đạo Long Quốc không chính xác, không nghĩ tới đúng là đã áp dụng chiêu thức đả kích tinh thần với binh mã của Ano. Đúng vậy, nếu như ông không tới cứu tôi, toàn quân của tôi cũng bị diệt, ông cũng chỉ còn một mình, không có cách nào đối phó được với đại quân của Long Quốc. Ano nói, thế nhưng, tôi không biết tiếp theo sẽ còn bao nhiêu binh mã của Long Quốc đến đánh tôi, đợi chút nữa có thể bên phía tôi sẽ càng nguy hiểm hơn bên phía ông. Tay lo cảm thấy hiện tại mình cũng tự thân khó khăn bảo đảm, cũng không muốn tùy tiện điều binh đi chi viện cho Ano, bảo vệ sự an toàn của mình mới là điều quan trọng nhất. Hiện tại một mình chúng ta xâm nhập vào thành phố Nam Quảng, nhất định phải đoàn kết nhất trí, mặt trận thống nhất, cùng chung mối thù, cùng đối phó với kẻ địch Long Quốc, mới có thể chống đỡ đến khi liên minh thiên hạ xuất binh tới cứu. Đạo lý môi hở răng lạnh, ông hẳn là rất hiểu, nếu như tôi bị tiêu diệt, ông cũng sẽ bị tiêu diệt rất nhanh. Hiện tại chúng ta hẳn là nên cùng nhanh ứng chiến, hình thành thế gọng kìm, mới có thể có hiệu quả ngăn cản đại quân của Lê Huy Long. Ano nói, tay lo cũng cảm thấy Ano nói có đạo lý, nếu như bên phía Anô không kiềm chế được binh lực của Lê Vĩnh, bên phía ông ta cũng sẽ bị binh lực của Lê Uy Long bao vây trùng điệp, đến lúc đó ông ta sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Đạo lý môi hở răng lạnh này, ông ta đương nhiên hiểu rõ. Chỉ có liên thủ cùng Anô mới có thể càng kéo dài trận đánh, mới có cơ hội đợi viện quân đến. Thế là, Tay Lo nói, "Được, tôi sẽ phái ra 3 vạn binh lực đi chi viện cho ông." Anô nghe được Tay Lo đồng ý xuất binh chi viện, lập tức vui mừng, nói tốt. Xin nhanh khởi binh chi viện, nếu không tôi cũng không chống đỡ được bao lâu. Hiện tại thời gian cấp bách, khả năng đợi không được đại quân liên minh thiên hạ tới cứu, nước liệp ưng lại lần nữa xuất binh cũng không kịp, chỉ có dựa vào ông. Tôi biết, tôi sẽ lập tức phát binh, ông nhất định phải chống đỡ. Tay lo nói xong, liền cúp điện thoại. Sau đó, tay lo lập tức hạ lệnh, điều ba vạn binh lực đi chi viện cho Ano. Bởi vì ông ta có 10 vạn binh lực ở xung quanh nhà họ Phan, Long Quốc chỉ có 3 vạn binh lực tiến đánh ông ta, ông ta vẫn là không có nhiều uy hiếp lắm. Điều 3 vạn ra ngoài, còn có 7 vạn, hơn nữa 3 vạn binh lực kia có thể tùy thời đều có thể triệu hồi về. Coi như không thể triệu hồi, thì ở bên phía Anô cũng có thể tạo thành thế gọng kìm với binh mã của Long Quốc, cùng nhau hỗ trợ, kiềm chế binh mã của Lê Uy Long. Lê Uy Long đã sớm biết Anô sẽ cầu viện tay lo, mà Tay Lo chắc chắn cũng sẽ điều binh chi viện, cho nên anh đã để ba vạn binh mã ở chỗ Tay Lo. Nếu như nhìn thấy binh mã Tay Lo phá vòng vây, liền thả bọn họ ra. Bởi vì Lệ Uy Long đã sớm sắp xếp ba vạn binh mã sư đoàn dũng sĩ ở nửa đường chờ bọn họ. Ba vạn binh mã kia của Tay Lo dường như không gặp phải ngăn cản gì, liền vượt qua phòng tuyến ba vạn binh mã của Lệ Uy Long, chạy đi chi viện cho An Nô, tướng quân bây chúng ta giờ hẳn là thừa dịp chưa bị binh mã của Long Quốc bao vây hoàn toàn, phá vòng vây ra ngoài. Nếu không, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị bao vây, chết ở chỗ này. Một tướng địch ở bên người của tay lo nói. Đúng vậy, hiện tại Lê Uy Long chỉ phái 3 vạn binh mã đến để tiến đánh chúng ta, mà chúng ta bây giờ còn có 7 vạn binh mã, hẳn là có thể phản công bọn họ, tiêu diệt bọn họ. Một tướng địch ở bên người của tay lo lại nói. Nhưng tay lo lại nói, chúng ta lao ra, lại có thể đi nơi nào. Chiến hạm của chúng ta đóng quân ở khu vực biển phía nam đã bị phá hủy toàn bộ, chúng ta đã không có đường lui. Nơi này khắp nơi đều là địa bàn của Long Quốc, chúng ta giết ra ngoài, ngược lại không có tác dụng phòng ngự, đến lúc đó liền sẽ giống như chuột chạy qua đường, bị đánh khắp nơi. Còn không bằng ở đây thủ vững trận địa, chờ đợi liên minh thiên hạ xuất binh tới cứu. Các tướng địch ở bên người nghe được tay lo nói như vậy, đều cảm thấy ông ta nói cũng rất đạo lý, dù sao phá vây ra ngoài, cũng không có địa phương nào có thể đi, còn không bằng thủ vững ở trận địa nơi này, chờ đợi liên minh thiên hạ xuất binh. Bọn họ đều tin tưởng, liên minh thiên hạ chắc chắn sẽ xuất binh thảo phạt Long Quốc. chương 718 chạy. Hiện tại ba vạn binh mã của Lê Uy Long phái tới tiến đánh tay lo, kỳ thật cũng chỉ là tượng trưng tiến đánh một chút, cũng không khởi xướng tiến công chân chính. Bởi vì Lê Uy Long muốn tiêu diệt Ano trước, sau đó lại điều động số lượng lớn binh mã, cùng vây công tay lo. Ba vạn binh mã này của Lê Uy Long hiện tại có tác dụng chủ yếu là kiềm chế tay lo trước, để ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, tay lo nhớ tới Nô mới vừa nói binh mã mà ông ta bố trí ở nhà họ Trần đã bị đạn đạo của Long Quốc đả kích rất chuẩn xác, đột nhiên nhớ tới tổ trưởng Trương Minh Nguyệt của tổ đặc công xe đầu của Long Quốc vừa mới bắt được. Bởi vì, Trương Minh Nguyệt chính là trốn ra từ phía Nô rất có khả năng chính là cô ta đã gửi bố trí phòng ngực bên phía Ano cho Lê Uy Long, cho nên binh mã của Ano mới có thể bị đạn đạo Long Quốc đánh chuẩn xác như vậy. Nhanh đi nhìn xem nữ đặc công vừa rồi của Long Quốc, tiếp tục ép hỏi cô ta, tranh thủ hỏi ra một chút tình báo hữu dụng. Tay lo nói, vâng, Cao Hùng nghe được Ano nói như vậy, cũng đột nhiên nhớ tới Trương Minh Nguyệt, lập tức dẫn đầu một nhóm người, chạy tới gian phòng mà Trương Minh Nguyệt đang bị trói kia. Phan Huy Thành cũng đi theo qua đó mọi người đi tới gian phòng kia của trương minh nguyệt nhìn thấy dây thừng đã bị ném đi nhưng không thấy bóng dáng của trương minh nguyệt gặp tình hình này cao hùng cùng người của anh ta cùng phan huy thành đều bị dọa đến biến sắc không tốt nữ đặc công kia đã chạy nhanh chóng đi bắt lại cao hùng tức giận đến mức thở hổn hển nói có khả năng cô ta đã chạy ra ngoài còn điều tra cái gì phan huy thành nói nơi này khắp nơi đều là binh mã của tướng quân tay lo cô ta nhất thời không thể chạy ra ngoài được, khẳng định còn trốn ở trong nhà họ Phan các người. Cao Hùng nói, Phan Huy Thành vừa nghe nói Trương Minh Nguyệt có khả năng còn đang trốn ở nhà họ Phan, nhớ tới ánh mắt giết người vừa rồi của Trương Minh Nguyệt, lập tức bị dọa đến mức nơm nấp lo sợ. Bởi vì, mới vừa rồi anh ta đã bán đứng Trương Minh Nguyệt, đồng thời đã làm hỏng chuyện của cô ta, chắc chắn cô ta đã hận anh ta thấu xương. Hiện tại, Trương Minh Nguyệt núp trong bóng tối, mà anh ta ở ngoài sáng, bất cứ lúc nào anh ta đều có khả năng bị cô ta ám sát. Những người của Cao Hùng lập tức tra xét khắp nơi ở nhà họ Phan để tìm Trương Minh Nguyệt. Mà Cao Hùng cảm thấy chuyện Trương Minh Nguyệt chạy trốn không thể coi thường, lập tức chạy tới báo cáo tình huống với tay lo. Bởi vì nhà họ Phan cất giấu một vị đặc công Long Quốc Nữ, lúc nào cũng có thể ám sát tay lo, nhất định phải để tay lo làm đề phòng cho tốt mới được. Phan Huy Thành hiện tại luôn cảm giác có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn anh ta ở nơi nào đó, cũng không dám chạy loạn khắp nơi, cũng đi theo cùng với Cao Hùng cùng, chạy đi tìm Tay Lo. Anh ta cảm thấy ở bên cạnh Tay Lo mới tương đối an toàn. Bởi vì bên người Tay Lo có rất nhiều hộ vệ, Trương Minh Nguyệt không dám tùy tiện đến. Tướng quân Tay Lo, không xong rồi, Trương Minh Nguyệt đã chạy trốn rồi. Cao Hùng chạy tới bên phía Tay Lo, hốt hoảng nói: "Cái gì? Làm sao cô ta lại chạy?" Tay Lo lập tức giận dữ. Vừa rồi không có người trông giữ cô ta cô ta đã mài đứt sợi dây thừng, cho nên đã chạy trốn rồi. Cao Hùng nói, các người làm việc như vậy sao, đến cả một nữ đặc công đều không trông giữ được, thế mà để cho cô ta chạy mất ở ngay dưới mắt của chúng ta. Tay lo hiện tại vốn là rất buồn phiền, biết được Trương Minh Nguyệt chạy trốn, liền càng thêm buồn phiền. Vừa rồi đạn đạo Long Quốc bay đầy trời, chúng tôi đều đi ra ngoài nhìn đạn đạo, cho nên quên trông giữ cô ta. Cao Hùng xin lỗi nói. Tranh thủ thời gian lục soát, Nhất định cô ta chạy không xa, rất có khả năng còn đang trốn ở nhà họ Phan." Tay Lo nói. "Tôi đã để cho người của tôi đi lục soát. Tướng quân, nữ đặc công này xuất quỷ nhập thần, cô ta núp trong bóng tối, ngài ở ngoài sáng, ngài phải cẩn thận nhiều hơn để tránh bị bọn họ đánh lén ám sát ngài." Cao Hùng nhắc nhở. Tay Lo nghe vậy, lập tức chảy mồ hôi, bên người cất giấu một đặc công của kẻ địch, loại cảm giác này giống như có một quả bom hẹn giờ ở bên người chương 719 tăng cường đề phòng. Tăng cường đề phòng, đừng để cho bất luận kẻ nào không có quan hệ tới gần tôi. Tay lo nói với những hộ vệ bên cạnh. Vâng, những hộ vệ kia đồng thanh nói. Tướng quân, cậu chủ fan này, có tính không là người không liên quan hay không? Một gã hộ vệ hỏi. Tính, tay lo nói. Ông ta cũng không muốn để Phan Huy Thành ở bên cạnh mình, vạn nhất anh ta không phải thực sự gia nhập, mà là đặc công bên phía Long Quốc, để anh ta ở bên cạnh nghe được kế hoạch tác chiến của mình tiết lộ cho bên phía long quốc vậy thì sẽ tổn thất nặng nề nghe được tay lo nói như vậy một gã hộ vệ lập tức nói với phan huy thành cậu chủ phan xin lập tức ra ngoài phan huy thành lập tức bị dọa sợ anh ta một lòng muốn ở bên người tay lo tìm kiếm sự che chở không nghĩ tới tay lo lại muốn đuổi anh ta đi như vậy tay lo tướng quân nữ đặc công long quốc kia hận tôi thấu xương hiện tại cô ta trốn ở trong bóng tối của nhà tôi nếu như tôi rời khỏi ông, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị cô giết chết, ông để cho tôi ở bên cạnh ông được không?" Phan Huy Thành khẩn cầu. "Không được, hiện tại binh mã Long Quốc đã phát động tiến công đối với tôi, tôi muốn chỉ huy các tướng sĩ tác chiến, vạn nhất anh là gián điệp của Long Quốc gián điệp thì chẳng phải là phương án tác chiến của tôi sẽ bị anh tiết lộ ra ngoài." Tay Lo nói. Ông ta thân là thống soái vạn quân, chút ý thức an toàn ấy thì đương nhiên là vẫn có. Càng là người muốn tiếp cận mình, thì càng khả nghi. Có vài gián điệp của Long Quốc trốn rất sâu, thậm chí giả vờ gia nhập mình dùng để thu hoạch tình báo. Phan Huy Thành càng muốn ở bên cạnh ông ta, càng khiến cho ông ta hoài nghi. Tại sao tôi lại là gián điệp của Long Quốc được chứ? Tôi là một lòng muốn gia nhập với các ông mà." Phan Huy Thành đầu đầy mồ hôi nói, không nghĩ tới mình thật lòng thật dạ muốn gia nhập, thế mà bị hoài nghi là gián điệp Long Quốc. Mặc kệ anh có phải là gián điệp Long Quốc hay không, hiện tại tôi tuyệt không thể để anh ở lại bên cạnh tôi anh nhanh đi đi tay lo cũng cảm thấy phan huy thành nhìn thế nào cũng là loại kẻ phản bội bán nước cầu vinh không giống như là gián điệp long quốc nhưng cũng tuyệt không thể để anh ta ở lại bên cạnh mình thế nhưng tôi vừa rời đi bất cứ lúc nào cũng sẽ bại lộ ở trước họng súng của trương minh nguyệt bất cứ lúc nào tôi cũng có thể sẽ bị cô ta giết chết phan huy thành khóc nức nở nói anh đừng quá đề cao bản thân trương minh nguyệt sẽ không giết anh Tay Lo nói: "Vì sao? Vừa rồi thế nhưng là tôi đã bán đứng cô ta, mà lại kém chút nữa đã trả đạp cô ta, chắc chắn cô ta hận tôi thấu xương, vừa có cơ hội liền sẽ giết chết tôi." Phan Huy Thành nói: "Bởi vì, nếu như cô ta nổ súng giết ngươi, liền sẽ bại lộ, chính cô ta cũng không sống nổi. Loại nhân vật nhỏ như anh, không đáng để cô ta đồng quy vô tận với anh. Cô ta coi như muốn giết, cũng nên giết tôi, hoặc là tướng lĩnh của tôi." Chỉ có những người như chúng tôi mới đáng giá đồng quy vô tận với cô ta." Tay Lo nói. Phan Huy Thành nghe được Tay Lo nói như vậy, cũng cảm thấy ông ta nói rất có lý. Coi như Trương Minh Nguyệt hiện tại thật sự trốn ở trong nhà của anh ta, nhưng mục tiêu cô ta muốn ám sát tuyệt sẽ không phải loại tiểu nhân vật như anh ta. "Cậu chủ Phan, anh là người quen thuộc với nhà của mình nhất, chỗ có thể giấu người, anh hẳn là rõ như lòng bàn tay, nhanh đi ra ngoài đi, hiệp trợ Cao Hùng tiếp tục điều tra Trương Minh Nguyệt." nhất định phải bắt được cô ta. Chỉ cần bắt được cô ta, chúng ta đều an toàn. Tay lo nói, tốt, vậy tôi đi ra ngoài. Phan Huy Thành cũng không dám mặt dày mày dạn ở lại chỗ của tay lo, vạn nhất thật sự khiến anh ta trở thành gián điệp Long Quốc, vậy thì phiền toái. Thế là, Phan Huy Thành liền đi ra ngoài với Cao Hùng. Sau đó, Phan Huy Thành liền dẫn Cao Hùng tìm kiếm Trương Minh Nguyệt khắp nơi. Lúc này, ở nhà họ Trần lại một tướng sĩ của quân địch vội vàng chạy vào. Tướng quân, thế tấn công của kẻ địch quá mạnh, lần này chúng ta thật sự sắp không chịu nổi. Tên tướng sĩ của quân địch kia nói với Ano, nhất định phải chống đỡ. Tay lo tướng quân đã phái binh tới chi viện chúng ta, chỉ cần viện quân của chúng ta vừa đến, liền có thể phối hợp trong ngoài, tiêu diệt quân địch. Ano nói, viện quân của chúng ta, lúc nào thì đến, một tướng sĩ của quân địch hỏi. Cũng sắp đến, 10 phút trước, tướng quân tay lo đã đồng ý với tôi sẽ phái binh đến tiếp viện nhà họ phan cùng nhà họ trần cách nhau không xa nhiều nhất nửa giờ liền có thể đến ano nói tốt vậy tôi ra ngoài tiếp tục tác chiến một tướng sĩ của quân địch nói nhanh đi đi nhất định phải thủ vững đến khi viện quân đến ano nói vâng một tướng sĩ của quân địch lập tức liền đi ra ngoài Lúc này Lê Uy Long cùng đội đặc nhiệm Phượng Hoàng còn đang ở bên ngoài nhà họ Trần quan sát trận chiến, còn chưa chính thức gia nhập chiến đấu. Anh phải chờ tới khi Ano bị thất kinh, trận cước đại loạn, lại xuất lính đội đặc nhiệm Phượng Hoàng giết vào. Lúc này, ba vạn binh mã kia mà tay lo phái đi để chi viện Ano, lúc này đã chạy tới nửa đường. Dầm rầm rầm đột nhiên, một trận âm thanh pháo kích mãnh liệt từ hai mặt vang lên. a à, 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 Quân địch vội vàng không kịp chuẩn bị, bị oanh tạc đến mức người ngã, ngựa đổ, kêu thảm không ngừng. Lúc này sư đoàn dũng sĩ mai phục ở hai bên đột nhiên khởi xướng tập kích. Những tướng sĩ này của sư đoàn dũng sĩ, dựa theo phương án chiến lược của Lê Uy Long, biết tay lo sẽ phái binh chi viện ano bọn họ đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Ba vạn tướng sĩ của sư đoàn dũng sĩ, ở hai bên mai phục một vạn người, chính diện còn có một vạn. Dầm dầm dầm, lúc này, một vạn sư đoàn dũng sĩ ở chính diện cũng phát động tập kích. Ba vạn binh mã kia của tay lo, đã trúng mai phục, đột nhiên lọt vào ba mặt giáp công, lập tức trận cước đại loạn. Quân địch đang vội vàng, đều không thể tổ chức phản công được. chương 720 quân địch tử thương. Sau một vòng pháo oanh kích, quân địch đã tử thương gần vạn người. Nhanh đánh trả, đánh trả, tướng địch nhìn thấy tình thế không ổn, càng không ngừng gầm thét những quân địch kia cũng có kinh nghiệm xa trường dần dần bắt đầu tổ chức đánh trở ở hai bên cộc 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 dầm 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 a a a sư đoàn dũng sĩ cùng quân địch ở trong thành phố quốc hòa triển khai giao chiến kịch liệt mặc dù quân địch tổ chức đánh chả có chút hiệu quả nhưng là dũng tướng của sư đoàn đã chiếm được thời cơ đồng thời trước đó chiếm cứ địa hình có lợi giết đến mức quân địch quỷ khóc sói gào dũng tướng của sư đoàn chính là dòng chính của lê uy long đi theo Lê Uy Long Nam Trinh Bắc Chiến đã nhiều năm, so với những quân địch này càng có nhiều kinh nghiệm xa trường hơn, càng có nhiều kinh nghiệm tác chiến hơn. Sau một phen giao chiến, địch tướng nhìn thấy phía bên mình thương vong thảm trọng, không cách nào giữ vững được, đành phải gọi điện thoại cho tay lo, báo cáo tình huống với ông ta. Tướng quân, chúng tôi ở nửa đường gặp phải mai phục của quân địch. Tướng sĩ của địch nói. Cái gì, các người thế mà lại bị mai phục, tay lo nghe được tin tức này, lập tức kinh hãi. Đúng vậy, hiện tại đã thương vong thảm trọng, tôi muốn rút lui, ngài thấy có được không? Tướng sĩ của địch hỏi. Các người không thể rút lui, nhất định phải tử chiến đến cùng cùng kẻ địch. Tay lo nói. Không rút lui, thì có thể chúng tôi sẽ bị diệt toàn quân. Tướng sĩ của địch nói. Nếu như các người rút lui, kẻ địch chắc chắn sẽ thừa thắng sông lên, đến lúc đó cũng sẽ toàn quân bị diệt. Trong ngõ hẹp gặp nhau mới biết ai là dũng sĩ, Nhất định phải tiến lên, tụ hợp cùng binh mã của Anô." Tay lo nói. "Thế nhưng, quân địch là sư đoàn dũng tướng của Lê Uy Long, sức chiến đấu rất mạnh, chúng tôi không cách nào tiến lên được." Tướng sĩ của địch nói. "Coi như các người có thể rút lui, thì có thể rút lui đi đâu? Hiện tại chúng ta đã bị quân địch bao vây, nếu như các người rút lui, sẽ phải chịu cảnh tứ phía đều là kẻ địch. Hiện tại chỉ có tử chiến đến cùng, có thể tiêu hao bao nhiêu kẻ địch thì được bấy nhiêu." không thể rút lui, đây là mệnh lệnh, tay lo nói. Tay lo không muốn để cho nhóm binh mã này rút về, chính là lo lắng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nếu như bọn họ rút lui về đây, sư đoàn dũng sĩ tất nhiên sẽ thừa thắng sông lên, một đường giết tới nơi này của ông ta. Đã như vậy, còn không bằng để cho nhóm binh mã này của mình tử chiến cùng sư đoàn dũng sĩ ở nửa đường, chống đỡ được bao nhiêu thì được. Dù sao hiện tại chắc chắn đã thua, liền chờ liên minh thiên hạ bên kia tạo áp lực cho Long Quốc, hoặc là trực tiếp xuất binh thảo phạt Long Quốc. Hiện tại, điều ông ta cần phải làm là kéo dài thời gian, chờ tin tức bên phía liên minh thiên hạ. Vâng, tướng sĩ của địch cũng không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, tử chiến đến cùng. Sau đó, tướng địch bắt đầu ra lệnh cho binh mã của mình công kích, xung kích về phía sư đoàn Dũng sĩ giao chiến với bọn họ ở phía chính diện, muốn vượt qua bọn họ, tụ họp với binh mã của Ano những quân địch này đều biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, đều tựa như phát điên công kích. Nhưng mà, sư đoàn dũng sĩ đã tấn công bọn họ ở ba mặt, mặc kệ bọn họ xông lên như thế nào, đều là chịu chết. Lúc này, ở nhà họ Trần. Lúc này, lại có một tướng địch vội vàng chạy vào, lo lắng nói: "Tướng quân, chúng ta đã thương vong rất nhiều, còn lại không đến một vạn binh lực." Tại sao các người lại không thể chịu đựng được một kích như vậy? Trong thời gian ngắn như vậy, Tại sao lại thương vong hơn phân nửa?" Ano tức giận hỏi. "Quân địch Long Quốc vây công chúng ta có trang bị rất mạnh, hơn nữa binh lực lại nhiều hơn so với chúng ta, chúng ta bị vây đánh, cho nên thương vong tương đối nhanh." Tướng sĩ của địch nói. "Kiên trì một chút nữa, viện quân của chúng ta cũng sắp đến." Ano nói. "Hiện tại hơn 20 phút đã qua, viện quân của chúng ta tại sao còn chưa tới?" Viện quân lại không đến, chúng ta thật sự sẽ chết ở chỗ này tướng sĩ của địch lo lắng nói trước tiên tôi sẽ gọi điện thoại hỏi tình huống bên phía taylor như thế nào ano cũng cảm thấy dựa theo lộ tình thông thường ngắn như vậy viện quân hẳn là đã đến bây giờ còn chưa đến ông ta cũng rất lo lắng thế là ông ta lập tức gọi điện thoại cho tay lo tướng quân tay lo bên này tôi đã thương vong hơn phân nửa binh mã mà ông phái ra tại sao còn chưa đến ano hỏi chương 721 bị mai phục trung tướng ano quân binh mà tôi phái đi giữa đường đã gặp phải quân địch mai phục hiện đang cùng địch quyết chiến tay lo nói cái gì quân binh mà anh phái đi lại gặp phải quân địch mai phục sao ano kinh ngạc đến ngây người đúng thế xem ra lần này lê uy long đã có sự chuẩn bị từ trước rồi hắn ta sớm đã lường trước được tôi sẽ phái quân binh đến tri viện cho anh nên đã sắp xếp quân mai phục trên đường đi tay lo nói Nhanh chóng cho quân phá vỡ vòng vây địch tới chi viện cho tôi. Nếu không có khả năng tôi sẽ bị tiêu diệt hết." Ano nói. "Tôi biết rồi, tôi đã ra lệnh cho quân binh quyết chiến đến cùng, bằng mọi cách cũng phải xông qua đó cùng anh tụ họp." Thế nhưng đoàn phục kích mà quân binh tôi gặp phải lại là sư đoàn dũng sĩ của Lê Uy Long, muốn xông qua là điều không hề dễ dàng gì. Cho dù có gắng ngượng xông qua thì số lượng quân binh cũng không còn lại bao nhiêu." Tay Lo nói. Ano khi vừa nghe nói quân binh mà tay lo phái đi gặp phải sư đoàn dũng sĩ của Lê Uy Long phục kích liền biết rằng bọn họ sẽ chẳng có cách nào có thể xông qua đó. Theo như tôi biết, Lê Uy Long đã phái đi 20.000 quân sư đoàn dũng sĩ cho Phạm Cương và Lê Lương Quân, phục kích quân binh của anh có lẽ chỉ có trên dưới 30.000 quân, anh có thể phái thêm quân binh, lấy nhiều thắng ít, như thế mới có cơ hội chiến thắng bọn họ. Ano nói, được, tôi sẽ phái thêm 20.000 quân binh qua đó. Tôi ở đây chỉ có tổng cộng 100.000 quân, hiện tại đã phái đi chi viện cho anh 50.000 quân, thực sự đã nể anh lắm rồi đó. Tay lo nói, tôi biết rồi, chỉ cần anh phái thêm 50.000 quân binh nữa để tiêu diệt sư đoàn dũng sĩ của Lê Uy Long thì chúng ta sẽ có thể thay đổi cục diện. Ano nói, kỳ thực tay lo cũng nghĩ như thế, chỉ cần tiêu diệt được sư đoàn dũng sĩ của Lê Uy Long, hắn ta sẽ kéo dài được trận chiến này lâu hơn. Nếu không phải Ano bị tiêu diệt, Tiếp sau đó không cần nghĩ cũng có thể biết được bản thân hắn ta sẽ bị Lê Uy Long tập trung toàn bộ binh lực bao vây. Nếu không phải xuất phát từ lợi ích cá nhân, hắn ta tuyệt đối sẽ không phái đi nhiều quân binh chi viện cho Ano như thế. Cho dù phái đi thêm 20.000 quân binh đi chăng nữa thì hắn ta vẫn còn 50.000 quân binh để cầm cự một khoảng thời gian dài nữa. Được, tôi không nói nhiều với anh nữa, tôi lập tức xuất binh, anh nhất định phải kiên trì đợi viện binh của tôi đến tay lo nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó, tay lo lập tức phái đi 20.000 quân binh. Tướng sĩ của Long Quốc bao vây tấn công ở bên ngoài cứ thế mà thả cho 20.000 quân binh của tay lo đi. Điều mà họ muốn là bao vây căn cứ địch và đánh viện binh, phân tán quân binh của tay lo để tiêu diệt, đập tan từng nhóm quân binh. Khi mà 20.000 quân binh của tay lo đến hiện trường thì 30.000 quân binh trước đó đã tổn thất hơn nửa, chỉ còn lại khoảng 10.000 quân binh xem ra binh lực của quân địch tổng cộng chỉ còn trên dưới 30.000 quân. Ngay sau đó, 30.000 quân địch lập tức cùng sư đoàn dũng sĩ chiến đấu kịch liệt. Trong trận đấu vừa xong, sư đoàn dũng sĩ có một chút tổn thất, nhưng số lượng quân binh thương vong cũng không quá nhiều. Ngày hôm qua sư đoàn dũng sĩ đã có trọn vẹn một ngày một đêm để nghỉ ngơi nên sức chiến đấu của họ cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa họ còn chiếm được lợi thế về địa hình, mọi điểm trên cao đều đã bị họ chiếm lấy nhà cửa xung quanh đó đều được bố trí tướng sĩ của sư đoàn dũng sĩ, vì thế cho dù quân địch có kéo đến bao nhiêu đi chăng nữa họ đều có thể ngăn chặn. Ngay lúc này tại nhà họ Trần, quân binh của Ano lại tiếp tục chiến đấu một khoảng thời gian dài nhưng vẫn không thấy quân cứu viện tới, bọn chúng đều đã rơi vào tuyệt vọng. Lúc này, một tên tướng địch mặt mũi đầy cắt bội vội vã chạy tới, trung tướng, rốt cuộc đến bao giờ thì quân viện binh mới tới. Chúng ta chỉ còn lại không tới 5.000 quân nữa thôi. Ano nhận thấy quân binh của mình hao tổn nhanh như thế liền bắt đầu cảm thấy hoang mang. Gã không cần hỏi cũng biết rằng 20.000 quân binh mà tay lo phái đi ngay lúc này chắc chắn đang quyết chiến cùng với sư đoàn dũng sĩ của Lê Uy Long, không thể tới đây trong chốc lát được. Tôi biết rồi, cậu mau chóng ra ngoài ứng chiến đi. Ano nói. Rõ, tên quân địch đó lập tức chạy ra ngoài. Ano thấy rằng trông chờ quân viện binh của tay lo tới cứu là điều khó có thể xảy ra gã liền lập tức gọi điện cho tướng lĩnh đóng quân tại bờ biển. Ở bên bờ biển gã vẫn còn 20.000 quân binh nữa. Ban đầu gã muốn dùng 20.000 quân binh này để chiếm đóng phòng tuyến bờ biển, chờ quân cứu viện của nước gã theo đường thủy tới, nhưng hiện tại tình thế nguy cấp nên gã bắt buộc phải huy động số quân binh này. Lập tức dẫn quân binh của cậu tới nhà họ Trần Chi Viện cho tôi. Ano nói, Trung tướng, chúng tôi hiện tại đang gặp phải quân địch tấn công, đến bản thân còn khó bảo toàn, không còn cách nào xông tới chi viện cho anh được. Quân địch nói, cái gì, các cậu cũng bị quân địch tấn công sao? Ano hỏi một cách đầy kinh ngạc. Đúng thế, quân địch có khoảng 30.000 quân, chúng tôi sắp bị tiêu diệt bên bờ biển rồi. Quân địch nói, Ano mềm nhũn tay, dầm một cái, điện thoại đã rơi xuống đất rồi. Lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy tuyệt vọng như thế. Chương 722 tuyệt vọng. Alo, trung tướng. Alo, Trung tướng, anh sao thế, anh rốt cuộc làm sao thế? Tướng địch nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất thì nghĩ rằng phía Ano xảy ra chuyện gì đó nên không ngừng hỏi. Ano nhặt điện thoại lên, nói tôi không sao, các cậu nhất định phải giữ vững phòng tuyến bờ biển, đợi viện quân của chúng ta theo đường thủy tới, nếu không phòng tuyến bờ biển mà không giữ được thì viện quân của chúng ta không có cách nào lên bờ. Trung tướng, phía bên chúng tôi sắp chống cự không nổi nữa rồi, anh có thể phái quân tới chi viện cho chúng tôi được không? tướng địch nói tôi bây giờ đến bản thân còn khó bảo toàn làm sao mà chi viện được cho cậu cơ chứ ano vốn định huy động tướng địch ở phòng tuyến bờ biển điều quân binh tới chi viện cho mình không ngờ rằng đối phương lại muốn mình phái quân chi viện cho hắn thế tiến công của quân địch vô cùng mãnh liệt nếu không có tiếp viện e là chúng tôi không kiên trì được bao lâu nữa tướng địch lo lắng nói bằng mọi cách nhất định phải giữ vững trận địa quyết chiến tới cùng nếu không sẽ xử theo quân pháp ano nói xong đùng một tiếng, cúp điện thoại. Sau đó, Ano lập tức gọi điện thoại cho quốc vương của nước Liệp ưng. Sau khi đã kết nối được điện thoại, Ano nói, quốc vương, quân địch của Long Quốc đã tiến công mãnh liệt, tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, bao giờ thì liên minh thiên hạ mới phái binh tấn công Long Quốc đây? Tôi vừa mới thúc giục phía liên minh thiên hạ rồi, nhưng thái độ của phía liên minh thiên hạ lại rất mập mờ, dường như họ không muốn phái binh tấn công Long Quốc. Quốc vương nói, sao cơ, Long Quốc làm trái với quy định của Liên minh Thiên Hạ, ngang nhiên sử dụng vũ khí có tính hủy diệt mạnh, tại sao Liên minh Thiên Hạ lại không phái binh tấn công Long Quốc cơ chứ? Ano hỏi một cách đầy kinh ngạc. Thủ lĩnh nói rằng Long Quốc là khu vực biển dùng để thử nghiệm loại hình hỏa tiễn mới của họ, không được tính là làm trái với quy định của Liên minh Thiên Hạ, vì vậy không thể phái binh tấn công. Quốc Vương nói, toàn bộ tàu chiến liên hợp của chúng ta đã bị phá hủy bởi hỏa tiễn thần Long của Long Quốc rồi, như vậy còn không được tính là vi phạm quy định của Liên minh Thiên Hạ ư, thế nào thì mới được gọi là vi phạm quy định của Liên minh Thiên Hạ cơ chứ? Ano nói, cái chính là vì Long Quốc thử nghiệm loại hình hỏa tiễn mới trên chính khu vực biển của chúng, mà chúng ta thì lại xâm phạm khu vực biển của Long Quốc, có khác gì mời chúng nổ tàu của chúng ta đâu, nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận thôi. Quốc vương cũng rất bất lực. Long Quốc mượn danh thử nghiệm loại hình hỏa tiễn mới, mà mục đích thực sự là dùng hỏa tiễn với sức hủy diệt lớn để phá hủy tàu chiến của chúng ta. Đây là điều rất rõ ràng, liên minh thiên hạ chẳng nhẽ lại không nhìn thấu việc này sao? Ano tức giận nói, liên minh thiên hạ đương nhiên biết mục đích thực sự của Long Quốc, nhưng ta cũng không thể hiểu được tại sao liên minh thiên hạ lại không phái quân tấn công Long Quốc, có lẽ đến liên minh thiên hạ cũng phải e sợ Long Quốc chăng? Quốc vương nói, sao cơ, liên minh thiên hạ lại phải e sợ Long Quốc sao? Ano lại một lần nữa kinh ngạc. Đúng thế, theo như thông tin mà đại biểu của nước liệp ưng chúng ta ở Liên minh Thiên Hạ truyền về thì thủ lĩnh của Liên minh Thiên Hạ đã bị Long Chủ của Long Quốc đe dọa rồi. Quốc Phương nói, thủ lĩnh sao có thể bị Long Chủ đe dọa cơ chứ? Ano hỏi, Long Chủ nói rằng Long Quốc vẫn còn rất nhiều loại hình vũ khí mới tương tự như hỏa tiễn thần Long chưa đưa vào thử nghiệp. Nếu như Liên minh Thiên Hạ dám phái binh thì Long Quốc sẽ thử xem liệu uy lực của những loại hình hỏa tiễn mới này lớn tới mức nào. Quốc Vương nói: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Phía tôi một mình xâm nhập đang bị quân địch của Long quốc bao vây tấn công, nếu như liên minh thiên hạ không phái binh tới thì chúng tôi gắng gượng không bao lâu nữa cũng sẽ bị tiêu diệt hết mất." Ano nói: "Cậu là chiến thần bất bại của nước Liệp Ưng ừ, chúng ta, cậu chắc hẳn phải có cách nào đó chứ?" Quốc Vương nói: "Mặc dù tôi là chiến thần bất bại nhưng đâu phải là thần tiên, bị bao nhiêu quân địch bao vây tấn công như thế tôi làm sao có thể đẩy lùi quân địch được cơ chứ?" nếu liên minh thiên hạ đã không chịu phái binh thì ngài hãy phái quân binh của chúng ta tới chi viện cho tôi đi. Ano nói, nếu như chúng ta phái thêm quân binh thì khi đi qua khu vực biển phía nam chắc chắn bên phía Long Quốc sẽ diễn lại trò cũ, lại một lần nữa cho thử nghiệm loại hình hỏa tiễn mới của chúng, phái bao nhiêu binh chúng hủy diệt bấy nhiêu. Quốc phương nói, quốc phương, tôi là chiến thần số một của Liệp ưng, nếu như tôi chết sẽ là một tổn thất vô cùng lớn cho Liệp ưng, lẽ nào ngài định trơ mắt thấy chết không cứu sao? Ano nói, không phải tôi không muốn cứu, mà nó đã vượt ngoài tầm với của tôi, muốn cứu cũng không thể cứu được, tôi lực bất tòng tâm. Quốc vương nói, vậy thì ngài mau chóng liên lạc với nước sư quốc, nước lang quốc, nước dẫn giao nhờ bọn họ đồng thời phát động tổng tấn công long quốc từ phía bắc, phía tây, phía đông, để giảm bớt áp lực cho phía tôi. Ano nói, được, tôi sẽ cố gắng thử xem sao. Quốc vương cũng thấy rằng đây là biện pháp cuối cùng rồi, anh ta cũng không muốn mất đi một chiến thần như Ano. Sau khi cúp điện thoại, quốc phương lập tức liên lạc với quốc phương của các nước sư quốc, nước lang quốc và nước dẫn giao, nhờ bọn họ phát động tổng tấn công Long Quốc. Trường 723 nếu không thể đánh bại. Sau đó sư quốc, lang quốc và dẫn giao đều đã bị Long Quốc đánh bại, nhất là sau khi biết biết được Long Quốc vừa mới thử nghiệm hỏa tiễn thần Long thì bọn họ không còn dám tùy tiện phát động tấn công Long Quốc nữa bọn họ đều đồng ý với quốc vương nước liệp ưng ngoài miệng nhưng lại không có hành động thực tế. Bọn họ đều không ngu gì, hiện tại cả hai vị chiến thần uy chấn nhất thiên hạ là chiến thần bất bại Ano của nước liệp ưng và chiến thần vô địch tay lo của nước cự hùng đều đang đang bị Lê Uy Long đánh cho tan tác tả tơi ở quốc hòa, bọn họ làm sao dám tùy tiện đi khiêu khích Long Quốc. Bọn họ đều muốn xem xét cục diện rồi tính tiếp, nếu như Ano và tay lo có thể đánh bại Lê Uy Long ở quốc hòa, bọn họ chắc chắn sẽ phái binh đi tấn công Long Quốc nếu như đến hai vị chiến thần giỏi như Ano và Tay Lo hợp tác vẫn không thể đánh bại Lê Uy Long, bọn họ chắc chắn sẽ không dám khiêu khích Long Quốc nữa. Lúc này tại nhà họ Trần, không ngừng có tướng địch dồn dập chạy vào cấp báo với Ano, Ano không đợi được viện quân cũng không nghe thấy tin tức gì về việc sư quốc, lang quốc và dẫn giao tấn công Long Quốc, gã liền biết rằng lần này bản thân chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa rồi. Ano đã rút ra thanh bảo kiếm của gã, liều chết một phen, chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Người nhà họ Trần nhìn thấy Ano lập tức bị đánh bại, ai nấy đều bị dọa tới run rẩy lẩy bẩy, không biết phải làm sao. Lần này, Ano chắc chắn bị đánh bại ở quốc hòa, đại quân của Long Quốc lập tức giết tới đây rồi, phải làm sao bây giờ? Trần An Khang nói trong sự nơm nớp lo sợ. Thật không ngờ rằng sẽ có kết cục như ngày hôm nay, nước Liệp ưng và nước cử Hùng luôn luôn thắng lợi sao lại dễ dàng thất bại như thế. Ông cụ Trần bây giờ cũng đang vô cùng sợ hãi. Nếu như Anô bị đánh bại, người nhà họ Trần sẽ rơi vào tay Long Quốc, thế nào cũng sẽ bị giết cả nhà. Nếu sớm biết trước được kết cục sẽ như thế này, lúc đầu chúng ta đã không nên nương nhờ nước Liệp Ưng. Trần An Khang bây giờ vô cùng hối hận. Còn không phải vì tên súc sinh như mày tiến cử sao? Nếu như không phải mày đề xuất đầu hàng địch, nhà họ Trần chúng ta sớm đã chạy thoát khỏi quốc hòa rồi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ông cụ Trần nghĩ tới việc nhà họ Trần chạy trời không khỏi nắng, rất có thể sẽ bị giết cả nhà, bắt đầu mắng đứa cháu mà mình yêu thương nhất là Súc Sinh. "Ông nội, nương nhờ nước Liệp Ưng là quyết định thống nhất thông qua việc cả nhà bàn bạc, sao lại chỉ trách cháu được chứ?" Trần An Khang nói một cách đầy vô tội. "Hừ, bây giờ xem ra Chu Lệ Ngọc đã nói đúng, cô ta tính toán sự việc giỏi hơn chúng ta nhiều." Ông cụ Trần nói. Lúc này ở bên ngoài nhà họ Trần, hộ soái Quân địch đã bị đánh đến thế trận loạn lạc rồi, khi nào thì chúng ta tấn công đây? Hà Ngọc Vinh đã bắt đầu ngứa tay rồi, muốn mau chóng tấn công. Đợi thêm 3 phút nữa là có thể tấn công rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu." Lê Uy Long nói. "Rõ, toàn bộ thành viên đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đồng thanh nói. 3 phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua. Lúc này quân binh của Ano đều đã bị đánh cho tan tác, quân binh tan rã. Lệ Uy Long tay cầm tiểu thính vũ lâu thần kiếm chỉ về phía trước hô lớn, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng nghe lệnh, theo tôi tấn công nhà họ Trần, giải cứu Chu Lệ Ngọc, giết chết Ano. Nói xong, Lệ Uy Long liền noi gương cho quân binh, dẫn đầu xung phong sông vào nhà họ Trần. Toàn thể đội viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng cũng ngay lập tức theo Lệ Uy Long cùng nhau xông vào nhà họ Trần. chương 724 sợ hãi khi thấy anh. Quân binh của Ano lúc này chỉ còn lại không đến 5.000 người, gào khóc thảm thiết, bọn chúng không ngờ rằng Lê Uy Long lại đích thân dẫn đầu một đoàn đội đặc nhiệm toàn nữ tấn công tới đây. Nhìn thấy chiến thần số một của Long Quốc Lê Uy Long dẫn đầu một đoàn đội đặc nhiệm toàn nữ tấn công tới đây, bọn quân địch lập tức bị dọa tới sợ vỡ cả tim, tên nào cũng bị dọa cho hồn bay phách lạc. Âm âm, lộc cộc, lộc cộc. Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng vừa xông vào vừa chĩa súng về phía quân địch. Quân địch sớm đã bị dọa đến vỡ cả tim, không còn nghĩ ra cách gì để đánh trả nữa mà chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận. Có một nhóm quân địch vẫn hướng súng về phía bọn họ nhưng đều bị họ nổ súng bắt chết trước. Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng là đội đặc nhiệm đã trải qua cả trăm trận chiến, thực thi qua cả trăm nhiệm vụ vô cùng khó khăn gian khổ, đoàn đội phối hợp tác chiến vô cùng ăn ý, dường như không có lấy một kẽ hở cho địch có cơ hội phản đòn. Quân địch vốn đã bị đánh cho quân binh tan tác, ở đâu còn có người dám chống đối đội đặc nhiệm Phượng Hoàng anh dũng thiện chiến nữa cơ chứ? Huống chi đây còn là lần đầu tiên đội đặc nhiệm Phượng Hoàng nhận được sự dẫn dắt của Lê Uy Long, vị thần số một của Long Quốc, nên mỗi người đều chiến đấu mạnh mẽ như chưa từng được chiến đấu vậy. Hà Ngọc Vinh cùng vài nữ chiến sĩ đội đặc nhiệm luôn kề sát bên bảo vệ Lê Uy Long. Đương nhiên là Lê Uy Long cũng không hề rảnh rỗi gì, anh cầm thanh bảo kiếm tuyệt thế tiểu thính vũ lâu sông lên phía trước, không ngừng dùng tiểu thính vũ lâu giết địch. Một nhát kiếm vùng ra với một luồng kiếm khí mạnh mẽ đã giết chết cả một đám quân địch quân địch nhìn thấy chỉ một luồng khí kiếm của Lê Uy Long đã có thể giết chết người càng khiến chúng bị dọa tới hồn bay phách lạc, chạy bán sống bán chết. Lê Uy Long ngoài việc dùng kiếm để giết địch còn có thể dùng kiếm để chắn đạn nên anh cũng chẳng cần dùng đến súng nữa. Lê Uy Long dẫn đầu đội đặc nhiệm Phượng Hoàng Hiên ngang tiến về phía cánh cửa lớn nhà họ Trần. Lê Uy Long cùng đội đặc nhiệm Phượng Hoàng giết vào bên trong như một thanh đao nhỏ đâm thẳng vào trái tim của quân địch. Lúc này bên trong nhà họ Trần. Trung tướng, không ổn rồi, Lệ Uy Long đích thân dẫn dắt đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đang giết vào bên trong rồi. Một tên tướng địch lão đảo chạy vào báo tin. Ano nghe vậy vẻ mặt lập tức thay đổi, nhưng gã sớm đã đoán được rằng Lệ Uy Long sẽ tới, gã nói, Lệ Uy Long, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Quân binh của chúng ta căn bản không thể ngăn chặn được Lệ Uy Long và đám nữ binh kia. Tướng địch nói, sợ cái gì, giữa tôi và Lê Uy Long sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến thôi. Chỉ cần giết chết được Lê Uy Long thì chúng ta sẽ có thể chuyển bại thành thắng. Ano bây giờ chẳng còn đợi được bất cứ nhóm chi viện nào nữa, chỉ có thể cùng Lê Uy Long quyết một trận tử chiến mà thôi. Chỉ cần giết được Lê Uy Long là có thể dập tắt được khí thế của quân địch, một cú khiến xoay chuyển cục diện, chuyển bại thành thắng. Lúc này, lại một tên tướng địch nữa lảo đảo chạy vào báo tin, trung tướng, Lê Uy Long sắp giết vào tới đây rồi, chúng ta phải mau chóng nghĩ ra cách phá vòng vây trốn thoát ra ngoài thôi. Phá cái gì mà phá, tôi có thể trốn đi đâu được cơ chứ? Ano nói, nhưng mà nếu như chúng ta không phá vòng vây trốn thoát ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị diệt sạch tại đây mất. Tướng địch nói, Lệ Uy Long quá lợi hại đi mất, hắn ta có một thanh thần kiếm tuyệt thế, hễ rút ra kiếm khí liền khuấy động, không một ai có thể chống đỡ được. Tướng địch nói, Ano nghe vậy vẻ mặt lập tức thay đổi, lê uy long không ngờ cũng dùng kiếm đúng thế không biết rằng hắn ta có được thanh thần kiếm tuyệt thế ấy từ đâu thật đáng sợ tướng địch nghĩ lại còn dùng mình nói tôi nhớ ra rồi thanh kiếm này của lê uy long tên là tiểu thính vũ lâu hắn ta lấy được nó từ dưới núi hồ sơn đó là thanh bảo kiếm hiên viên phách của long quốc thời cổ đại a nói trung tướng đã biết được sự lợi hại của thanh kiếm trong tay lê uy long vậy chúng ta phải mau chóng nghĩ cách trốn thoát thôi Tướng địch nói, trốn cái gì mà trốn, tôi thân là chiến thần số một của liệp ưng, trong từ điển của tôi chưa từng có sự xuất hiện của từ trốn. Ano nói, chúng ta đã không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa, hơn thế nữa Lê Uy Long đã đích thân tới tấn công chúng ta, trong tay hắn ta còn có thanh kiếm quá đáng sợ nữa, chúng ta không trốn thì sẽ mất mạng mất. Tướng địch nói, đừng quên rằng tôi cũng là một cao thủ dùng kiếm số một của liệp ưng. Lê Uy Long tuy có được thanh thần kiếm tuyệt thế tiểu thính vũ lâu, nhưng kiếm pháp của hắn ta chắc chắn không bằng được tôi. Ano nói một cách đầy tự tin. Nhưng bây giờ chúng ta đang đi đánh trận chứ không phải đi đấu kiếm, kiếm pháp của anh tuy vô địch thiên hạ, nhưng bây giờ Lê Uy Long người đông thế mạnh chiếm ưu thế, sao có thể chịu đấu kiếm với anh cơ chứ? Tướng địch nói, Lê Uy Long chắc chắn sẽ chịu đấu kiếm với tôi. Ano nói, tại sao chứ? Tướng địch thắc mắc hỏi, bởi vì tôi vẫn còn 2.000 vệ binh chưa phái ra chiến trường, nếu như hắn dẫn dắt đội đặc nhiệm Phượng Hoàng giết vào đây trước thì cho dù có giết hết vệ binh của chúng ta, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng của hắn cũng sẽ phải trả cái giá rất đắt cho việc đó. Lê Uy Long từ trước tới nay luôn mang tiếng yêu quân như con, để giảm thiểu thương vong cho đội đặc nhiệm Phượng Hoàng hắn sẽ đồng ý đấu riêng với tôi thôi. Ano nói, trung tướng muốn cùng Lê Uy Long đấu riêng sao? Tướng địch kinh ngạc hỏi. Đúng thế, tôi muốn cùng Lê Uy Long đấu riêng, quyết một trận sống chết. Ai thua? người ấy sẽ chết, Ano nói. Lúc này, lại một tên tướng địch lảo đảo chạy vào báo tin trung tướng. Không ổn rồi, không ổn rồi, Lê Uy Long đã giết đến ngay trước mắt rồi. Tới đúng lúc đó, lập tức ra ngoài thông báo, nói cho Lê Uy Long biết tôi muốn đấu riêng với hắn, quyết một trận sống chết. Ano nói, chương 725 cưỡng ép. Lê Uy Long hiện tại đã nắm chắc phần thắng trong tay, hắn ta sao có thể mạo hiểm đấu riêng với anh cơ chứ? Nếu như Lê Uy Long không đồng ý đấu riêng với anh thì phải làm sao bây giờ? Một tên tướng địch hỏi. Nếu như hắn ta không đồng ý đấu riêng thì cậu hãy nói cho hắn biết. Tôi vẫn còn 2.000 vệ binh nữa. Tôi sẽ cùng với hắn quyết chiến tới cùng. Tôi có chết cũng sẽ kéo theo vài tên trong đội đặc nhiệm phượng hoàng của hắn để lót đường. Ano nói. Trung tướng, để đảm bảo rủi ro, tôi nghĩ có thể cưỡng ép hai chị em Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương làm con tin ép Lê Uy Long thả cho chúng ta đi. Một tên tướng địch đề xuất: "Cậu quá ngây thơ rồi, bản thân Lệ Uy Long là thống lĩnh cả vạn quân, sẽ không vì hai tên con tin mà chịu sức ép từ bỏ cơ hội tiêu diệt chúng ta đâu." Ano nói. Nhưng mà Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương không phải là người bình thường, cả hai đều là em vợ của hắn ta. Nếu như Lệ Uy Long thấy chết không cứu, trơ mắt đứng nhìn chúng ta giết em vợ của hắn ta, khi hắn ta trở về nhà chắc chắn sẽ rất khó để giải thích." Một tên tướng địch nói. Chu Phi Dương có ý đồ phản quốc, đầu hàng địch, Lệ Uy Long có thể cũng hy vọng hắn ta sẽ chết, hắn ta cũng chẳng có chút tác dụng nào cả. Nhưng Chu Lệ Ngọc lại luôn một lòng trung thành với Long quốc, thà chết chứ không chịu khuất phục, Lệ Uy Long có lẽ sẽ cứu cô ta." Ano nói. "Nếu như Chu Lệ Ngọc đã có tác dụng để uy hiếp Lệ Uy Long, vậy thì chúng ta sẽ lấy cô ta làm con tin." Một tên tướng địch nói. "Được, không cần biết có tác dụng hay không, bắt cả hai chị em nhà chúng lại." uy hiếp bọn Lê Uy Long ép hắn phải dừng ngay tấn công và cùng tôi đấu riêng. Sự việc không thể chậm trễ mau chóng ra ngoài hành động đi. Ano nói, gã vẫn có chút lo lắng rằng Lê Uy Long sẽ không đồng ý đấu riêng với gã. Nếu như bắt Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương làm con tin thì càng thêm phần chắc chắn rằng Lê Uy Long sẽ đồng ý đấu riêng với gã. Chỉ cần Lê Uy Long đồng ý đấu riêng với gã, gã sẽ nắm chắc phần thắng, từ đó xoay chuyển cục diện. Rõ đám tướng địch lập tức ra ngoài. Trước khi Lệ Uy Long dừng tấn công Ano sẽ không chịu ra ngoài. Bởi vì gã sợ bản thân không cẩn thận sẽ bị đạn lạc bắn chúng. Hơn nữa gã còn phải lập kế hoạch xem liệu sau khi giết chết Lệ Uy Long thì gã phải làm cách nào để tiêu diệt quân binh của Lệ Uy Long. Gã lại lập tức gọi điện thoại cho tay lo. Trung tướng tay lo, viện binh của anh bao giờ mới xông tới đây? Ano hỏi quân binh mà tôi phái đi đang chiến đấu kịch liệt với sư đoàn dũng sĩ của Lê Uy Long, không thể chốc lát mà xông tới được." Tay Lo nói. "Vậy thì anh hãy phái thêm quân tới đi, nhất định phải xông tới đây đấy." Ano nói. "Tôi đã điều đi một nửa quân binh tới chi viện cho anh rồi, xem như đã tận tình tận nghĩa với anh rồi, thực sự là không thể điều thêm quân binh được nữa." Nếu như tiếp tục điều thêm quân binh đi bản thân tôi cũng khó mà bảo toàn." Tay Lo nói. Chỉ cần viện binh của anh sông tới đây thì chúng ta sẽ có thể xoay chuyển cục diện. Ano nói. Trung tướng Ano à, anh đừng lừa tôi nữa. Chúng ta thua chắc rồi. Giờ chỉ có thể kéo dài thời gian đợi tin tốt của liên minh thiên hạ thôi. Chỉ dựa vào số quân binh mà chúng ta có sao có thể xoay chuyển cục diện cơ chứ. Tay lo cho rằng Ano muốn lừa hắn ta phái thêm quân tiếp viện. Một lát nữa có thể Lê Uy Long sẽ đấu riêng với tôi. Nếu như Lê Uy Long đồng ý đấu riêng với tôi tôi sẽ có thể giết chết hắn ta. Chỉ cần Lê Uy Long chết, viện binh của anh tới, tôi sẽ có thể cùng với viện binh của anh trong ngoài phối hợp tiêu diệt số quân binh của Long Quốc đang bao vây tấn công chúng ta. Sau đó tôi giết tới đó cùng anh hội họp, quét sạch cả cái quốc hòa này, Ano nói. Lê Uy Long đang nắm chắc phần thắng trong tay, hắn cũng không phải thằng ngu sao có thể phát điên mà đi đấu riêng với anh cơ chứ. Tay lo hỏi, tôi vẫn còn 2.000 vệ binh, nếu như Lê Uy Long không chịu đấu riêng với tôi, tôi sẽ cùng hắn quyết chiến tới cùng, khiến cho đội đặc nhiệm Phượng Hoàng của hắn phải hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Lệ Uy Long từ trước tới nay luôn yêu quân như con, hắn vì để giảm thiểu thương vong cho quân binh sẽ đồng ý đấu riêng với tôi thôi. Hơn nữa hai đứa em vợ của hắn là Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương đều đang nằm trong tay tôi, lấy chúng làm con tin uy hiếp hắn, hắn cũng sẽ đồng ý đấu riêng với tôi thôi. Ano nói với tay lo hai lý do khiến cho Lê Uy Long sẽ đồng ý đấu riêng với gã. Được, chỉ cần Lê Uy Long đồng ý đấu riêng với anh, dùng kiếm pháp có 102 của anh chắc chắn có thể giết chết Lê Uy Long. Tay lo biết rõ kiếm pháp của Ano, hắn ta vô cùng tự tin về kiếm pháp của Ano, không còn nghi ngờ gì nữa Ano chắc chắn sẽ giành chiến thắng mà thôi. Vậy thì anh hãy mong chóng phái binh tới tiếp viện cho tôi đi, đợi sau khi tôi giết chết Lê Uy Long, đám quân binh của Long Quốc sẽ như một đám rắn không đầu, khí thế chịu phải đả kích lớn, quân binh hoang mang tôi cùng quân binh của anh trong ngoài phối hợp chắc chắn có thể xoay chuyển cục diện ano nói được tôi lập tức đi phái binh tiếp viện anh nhất định phải đánh bại lê uy long đấy chúng ta có thể xoay chuyển cục diện hay không là nhờ cả vào trận đấu của anh với lê uy long đấy tay lo nói yên tâm đi anh đâu khải không biết về kiếm pháp của tôi cơ chứ chỉ cần lê uy long dám đấu riêng với tôi không còn nghi ngờ gì nữa hắn ta chắc chắn sẽ thua ano tự kiêu nói ở bên ngoài cánh cửa lớn nhà họ Trần. Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương vẫn đang bị treo trên cánh cửa lớn. Chu Phi Dương ngày một nghe rõ tiếng nổ súng hơn, anh ta bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía, lo lắng không cẩn thận sẽ bị đạn lạc bắn chúng. Phi Dương mau nhìn kìa, anh rể của chúng ta giết tới đây rồi. Chu Lệ Ngọc nhìn thấy Lê Uy Long dẫn dầu, tay cầm một thanh kiếm rất lớn, uy phong lẫm liệt dẫn dắt một nhóm nữ quân binh giết tới, lập tức vô cùng phấn khởi tới mức gọi luôn Lê Uy Long là anh rể. Audio điện tử võ tấn bền. Khết tập 34